Ờ, hôm nay mình sẽ học cái bài học thứ ba nha các bạn. Hôm nay sẽ là buổi thứ ba và theo cái lộ trình mình đang ở này. Đây, cái video của lớp mình á là hai bài hôm trước mình có giới thiệu các bạn về cái career path dành, dành cho tester và cái lộ trình mà mình sẽ đi cái mà automation test này như thế nào và cái buổi thứ hai ấy, là mình có giới thiệu về cái nội dung chương trình. nha và cái chi tiết của từng buổi học nó sẽ là những cái gì. Ok chưa? À, thì tổng cộng hiện tại đến bây giờ nó sẽ tầm khoảng là 140 đến 150 bài. khi mà mình đã update lại toàn bộ cái nội dung ấy. Đó. Rồi thì cái bài hôm nay á vì hôm trước trong trong vòng một tuần kể lại đây từ hôm từ hôm chủ nhật và đến đầu tuần bây giờ đầu tuần đến bây giờ có một số các cái thắc mắc của các bạn là cái việc mà mình học nó như thế nào cho nó hiệu quả ok chưa à, các bạn thắc mắc một cái vấn đề ấy, là học như thế nào cho nó hiệu quả được chưa học như thế nào cho hiệu quả nha yeah. và nhanh nhất à, cái câu hỏi này khá là khá là uh, nhiều cái ngữ cảnh khác nhau vì mỗi bạn sẽ có một cái cân tách khác nhau nên chẳng có ai giống nhau cả. ví dụ như bạn này thì rất là rảnh nhưng mà bạn kia thì khá là bận, đúng không? Các bạn có thể là các bạn đang độc thân thì thời gian rảnh rất là nhiều nhưng mà nếu như uh, những bạn hoặc là những anh chị mà có gia đình rồi hoặc có con nhỏ thì uh, thực ra là sẽ không có nhiều thời gian hoặc là khi các bạn đang ở trong một cái môi trường làm việc mà không kể là độc thân hay là có gia đình rồi Nhưng mà cái môi trường làm việc mà có Làm thêm à, Có làm thêm các bạn Ví dụ như các bạn làm một ngày 8 tiếng Nhưng mà mình sẽ th thường là OT thêm khoảng 1-2 tiếng Mỗi ngày Và cuối tuần các bạn cũng có thể làm tiếp Thì nếu như vậy Thì cái thời gian học thì không có nhiều Không có nhiều đâu các bạn Nha. Mà không có nhiều thì chắc chắn nó sẽ là rất là lâu Đúng chưa Rất là lâu các bạn Và nó cũng không có hiệu quả nữa. À, đúng không cả lớp à, nên ở đây mình có nói là mỗi người sẽ là một cái cần tách khác nhau một cái ngược khác nhau à, mọi người sẽ thấy có nhiều bạn học rất là nhanh à, rất là nhanh nha có những bạn trong lớp mình hiện tại là học gần xong cái phần framework rồi các bạn tin không à. có những bạn học cái phần framework à, tức là đến từ cái bài đầu tiên đến hết phần framework là nó sẽ tổng cộng tầm khoảng là gần 100 bài là các bạn học gần xong rồi Đó nha nhá à, thì cái kỳ vọng của mình á, không phải là bạn nào cũng phải như vậy cả okay, yeah. à, ít nhất nhá, mình nói nha ít nhất là các bạn phải học theo tiến độ được theo tiến độ được nha chứ không có kỳ vọng các bạn học trước tiến độ nhưng mà phải theo tiến độ được tức là một tuần hai buổi mỗi tuần hai buổi nha cả lớp thì theo cái lộ trình đó, là các bạn có thể hoàn thành trong vòng 8 đến 9 tháng vì sẽ có những cái buổi học là không có học livestream có những cái phần học không có học livestream mà các bạn sẽ học thông qua những cái video mà mình đã record nha ví dụ như là phần Java là các bạn sẽ học thông qua video vì lớp nào cũng có cái phần Java này chung giống nhau nên các bạn có thể học qua cái video này và phần Java sẽ tô đó tầm khoảng là 37 25 37 bài nhé các bạn Đã. và phần thứ hai đó phần cucumber và phần thứ ba là phần Jenkins là các bạn sẽ học 3 phần này thông qua video còn những cái phần mà mình học chính á, là học livestream sẽ là cái phần học về selenium và cái phần build framework nếu bạn Đã. hai phần này sẽ tổng cộng tầm khoảng là 100 bài tổng cộng 100 bài nha rồi thì bây giờ mình sẽ nói những cái cái chung á là cái cách nào để cho các bạn học hiệu quả nhất nha cách nào học hiệu quả nhất thì mình sẽ chia ra gồm hai nhóm hai nhóm nha các bạn à, mình cũng có đưa những cái đây này. đây đây này. À, đây là cái cách mà mình tư vấn cho các bạn có hai cây cái cây thứ nhất là các bạn sẽ học live stream tức là một tuần mình học hai buổi theo cái thời gian đó là tối thứ sáu và sáng chủ nhật nha thời lượng hoàn thành sẽ tầm khoảng 8 đến 9 tháng mỗi buổi học xong sẽ có video để xem mà thực, thực hành lại tức là khi các bạn học xong cái buổi hôm nay thì có một cái phần nào mà mình chưa hiểu đó, thì các bạn có thể xem lại cái video buổi đó vì mỗi một cái lớp học xong mình sẽ có một cái kênh một cái playlist riêng cho lớp đó và cái playlist này sẽ là private không chia sẻ cho học viên toàn bộ playlist mà mình sẽ chia sẻ từng cái video thôi. Vì thông thường khi các bạn học qua cái tiến độ thì các bạn à, buổi nào mình cũng gửi video mà nên chắc chắn các bạn sẽ có những cái video này để các bạn học lại nha. À, với cách học này, đây này các bạn sẽ thắc mắc một cái nữa đó là cái việc support à, làm sao để có thể support được, được chưa? thì các bạn sẽ thấy um, cái việc support nó không hề khó nha không hề khó vì mình mới học có hai buổi thôi nên là có nhiều vấn đề các bạn chưa có hiểu hoặc là chưa có chưa có đi qua à, nên các bạn sẽ thấy là thắc mắc và cái việc thắc mắc là bình thường các bạn thì ở đây cái việc support với cái cách đầu tiên này thì các bạn sẽ không có nhắn riêng với mình vì mình học chung trong cái group này nên nếu như có một cái câu hỏi gì đó, là các bạn sẽ nhắn lên đây nhắn lên cái group này ok chưa mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi các bạn nhắn lên đây nha tất cả các câu hỏi các bạn này đây à, có những cái hình thức support như sau cái thứ nhất là các bạn sẽ nhắn cái câu hỏi lên đây và sẽ có một cái định dạng câu hỏi ok chưa có một cái định dạng ví dụ các bạn sẽ nhắn các bạn sẽ post cái câu hỏi giống như là post vào cái box à, được chưa có cái description này có những cái thông tin rồi này có cái hình ảnh này còn trường hợp khó quá các bạn sẽ cần làm một cái video ngắn nha đó là cách thứ nhất support cái thứ hai là nếu như mà mình giải thích và fix lỗi mà các bạn vẫn không làm được thì sẽ có cách thứ hai đó là mình sẽ team view vào máy trực tiếp của các bạn được chưa à, cách thứ nhất là các bạn sẽ post cái thông tin lỗi hoặc là cái câu hỏi lên cái group này cái thứ hai là mình sẽ tìm view trực tiếp vào máy của người lộ người lạ của học viên nha đây là hai cách. Được chưa? Và cái cái mà mọi người cần đó, là mình giải quyết được cái vấn đề của mình. Giải quyết được cái vấn đề mà các bạn đang gặp. Đó. Để các bạn đi tiếp. Vậy thôi. Ok giờ Các bạn đừng nghĩ phức tạp nha. Các bạn đang gặp cái gì? lỗi gì? Và mình giải quyết cho các bạn. Và các bạn đi tiếp. Ok chưa? À, rồi. Có một cái hay nữa giữa cái việc mà mình post cái câu hỏi lên group đó, là nếu như mà mình gặp cái lỗ này mà người khác chưa gặp đó, thì... Cái người chưa gặp. Có thể học thêm được một cái lỗi mới. Còn cái người mà đã gặp cái lỗ này rồi. Thứ nhất này. Là cái người mà chưa biết cái lỗ này. Ấy, sẽ. Nắm thêm. Một cái. Issue mới. Để. chưa. Tăng cái kỹ năng lên. Còn cái người. Đã. Gặp rồi. Thì. Sẽ. Gọi là gì nhỉ. Sẵn sàng. Để chia sẻ và giải quyết cho các bạn nha vì ở đây các bạn sẽ thấy đó, học thầy không thầy học bạn nghĩa là cái việc mà mà các bạn gặp lỗi đó, là người khác vừa gặp lỗi này là họ sẽ có cái trải nghiệm rất giống bạn vì cái knowledge của các bạn giống nhau nha <laughs> nên là các bạn khi mà các bạn chia sẻ đó, là nó sẽ dễ hiểu hơn so với việc là là mình hướng dẫn lại cho các bạn được chưa và cái mục tiêu này ấy, là cái người mà đã gặp lỗi này rồi này và các bạn đã hoàn thành xong trước ấy, thì họ khi mà họ trả lời cho một cái câu hỏi khác ấy, họ sẽ hệ thống hóa cái thức lại rất là tốt và nó lại càng càng ngày nó lại càng tăng cái kỹ năng cái level lên ok chưa đó đó là cái cách mà mình đã dạy từ cái lớp đầu tiên đến bây giờ nha và nó rất là nhanh các bạn rất là hiệu quả và rất là nhanh ok chưa đó, rồi cái đây là cái cách học đầu tiên các bạn, đây là cách học đầu tiên à, Thông thường á, là trong một cái buổi học Mình đã hướng dẫn và mình làm Demo rất là chi tiết, rất là kỳ rồi Tất cả các cái issue mà các bạn có thể gặp Là mình sẽ giả lập lại Và mình giải quyết luôn Nên nếu như các bạn gặp Một cái issue mới á, thì nó cũng không có nhiều Ok chưa, yeah, không có nhiều Thì trong cái phần học đầu tiên Là cái phần học background và phần uh, Knowledge này, là cái phần selenium Đó mình tổng hợp nó sẽ tầm khoảng đâu đó 30 đến 40 câu hỏi các bạn hay gặp. Ok chưa? Mình sẽ nốt lại thành từng cái câu hỏi nha. mình sẽ nốt lại. À, mình sẽ nốt lại thành một cái document. À, thì từ cái hôm trước mà các anh chị có tư vấn cho mình á. À, mình sẽ nốt lại thành một cái cái từng câu hỏi thành một cái document và mình sẽ Samurai uh, summarize lại thành một cái file và đưa hết tất cả các câu hỏi vào đó là khi các bạn gặp cái câu hỏi nào là các bạn có thể là gì đọc đọc qua và có thể tự fix được cái vấn đề là các bạn có thể tự research tự fix được và như vậy nó sẽ tăng cái kỹ năng là gì tăng cái kỹ năng là ind đây nhớ bạn ind nhá đó là gì research and develop à, được chưa development nhớ cả lớp đó. thì cái cách này nó sẽ giúp các bạn tăng cái kỹ năng lên Nha, chứ không phải là mình chỉ học một cách thụ động là mình mình uh, nghe gì mình làm gì và mình làm theo thì cái này nó sẽ làm cho các bạn chậm hơn ok chưa à. rồi thì đây là cách đầu tiên cách đầu tiên này nha các bạn cứ duy trì và các bạn cứ học theo tiến độ như vậy với trường hợp là cách thứ hai thì cái cách này các bạn có thể linh động tức là mình không bắt buộc các bạn phải học cái cách này cái cách này nó sẽ phù hợp với lại cái người mà có mong muốn là cần đạt một cái mục tiêu sớm hơn. Ví dụ, một cái mục tiêu sớm hơn. Ví dụ như các bạn đang bị thất nghiệp, cần một cái công việc nhanh hơn, thì các bạn có thể học trong thời gian rất ngắn. Vì sao? Vì mỗi ngày các bạn rất nhiều thời gian. Các bạn có thể có 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng để ngồi học không thôi chỉ ngồi để học không thôi thì như vậy thì thời gian nó rất là nhanh đúng chưa à, nếu như một ngày các bạn học 8 tiếng á, thì ít nhất nó sẽ gấp chỉ một ngày thôi là gấp 4 lần mình học theo cách thứ nhất rồi. đúng chưa à không gấp 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 hai lần gấp hai lần một ngày á một ngày sẽ gấp hai lần của một tuần theo cách một cách một thì như vậy nếu như các bạn học 5 ngày à, là là nó tăng gấp 10 lần nó nhanh hơn gấp 10 lần Ok chưa? À, vậy thì cái cách 1 mất 10 tháng Thì cách hai này nó chỉ mất tầm khoảng gì? Nó chỉ mất tầm khoảng là 2 đến 3 tháng thôi Nếu như ngày nào các bạn cũng học Và ngày nào các bạn cũng học tầm khoảng 6 tiếng đến 8 tiếng à, Nên là cái thời gian thất nghiệp Các bạn chỉ cần tầm khoảng gì? 2 tháng, 1 tháng đến 2 tháng à, Để đạt được cái mục tiêu là các bạn có, thể có một công việc mới Ok chưa? Cái thứ hai Là cái người cần apply sớm vào cái dự án ví dụ như công ty yêu cầu là các bạn cần phải build được một cái framework để làm cho cái dự án sắp tới nha để làm cho dự án sắp tới được chưa các bạn ví dụ như các bạn đang là một người automation tester của công ty nhưng mà cái kỹ năng của các bạn nó đang còn rất là yếu yếu về phần framework yếu về phần mà mình có thể là gì à, xử lý cái dự án xử lý những cái cây mà thực tế những cây khó chẳng hạn à, thì các bạn có thể học nhanh và apply sớm cái này vào. Đây là cái yêu cầu, cái mục tiêu thứ hai, cái mục tiêu thứ ba là các bạn đang ở một cái vị trí nào đang đi làm nhưng muốn apply một cái job một cái công ty khác sớm hơn. Được chưa? Vì nếu như các bạn mà học theo thì cách một thì các bạn phải mất ít nhất tầm khoảng là gì? gọi là mất 2 phần 3 năm rồi 2 phần 3 năm đúng chưa 12 tháng thì các bạn phải mất 8 tháng là 2 phần 3 năm thì nó rất là lâu đúng cả lớp à, nên là nếu như các bạn mà muốn đi nhanh thì bắt buộc các bạn phải dành nhiều thời gian cho nó nha dành nhiều thời gian hơn cả lớp à, ok chưa à, thì cái nhu cầu này là cái nhu cầu gì là cái nhu cầu mà mình muốn chuyển job ở đây mình không có tư vấn cho các bạn là học xong các bạn phải nhảy công ty nha mình không có tư vấn như vậy nhưng mình sẽ tư vấn các bạn đó là mình có kỹ năng mình có kinh nghiệm thì các bạn có thể chọn vào một cái môi trường nào mà nó phù hợp ok chưa nếu như môi trường hiện tại không phù hợp thì các bạn có thể tìm một cái môi trường khác phù hợp hơn vì cái ngành của mình nó không có khó như những cái ngành khác ví dụ như các bạn làm giáo viên các bạn làm bác sĩ các bạn làm nhà nước thì cái việc mà các bạn chuyển một cái job rất là khó Đúng chưa mình đang làm một cái giáo viên là có hợp đồng dài hạn và bây giờ các bạn chuyển có một cái à, quận khác tỉnh khác cũng là làm giáo viên và một cái trường khác thì chắc chắn nó rất là khó các bạn rất là khó chưa chắc là có suất mà có suất cũng chưa chắc là có tiền ok chưa một cái ngành của mình đó, là cái job cái công ty nó rất là nhiều ngành của mình là ngành it nó cả lớp ngành it nhá à, ok chưa rồi thì cái cách thứ hai nó là một cách học gọi là cách học chủ động. Cách học chủ động như các bạn. À, nghĩa là mình sẽ không có bao giờ mình hỏi các bạn học xong chưa hoặc là mình hỏi các bạn hôm nay có học bài hay không. Thì bây giờ các bạn hầu như á 90 95% cái người ở trong cái group này là cái người mà đã đi làm. Các bạn là cái người chủ động. Ok chưa? Với lại cái cách học của mình bây giờ á, thì như các bạn hầu như các bạn sẽ học qua chương trình cao đẳng đại học các bạn cũng thấy là chả có cái ông giáo viên nào mà đi hỏi là hôm nay mày có đi học hay không hoặc là hôm nay mình có điểm danh hay không hoặc là có hối các bạn là làm bài tập hay chưa giống như hồi mà học cấp 1 cấp 2 cấp 3 này đúng chưa phải là cái người học chủ động nha nên các bạn sẽ thấy cái người nào mà sinh viên nào mà ra trường mà có việc làm luôn là các bạn sẽ thấy 100 phần trăm là cái người sinh viên này rất là chủ động trong cái việc học ok chưa chủ động trong việc học chủ động trong cái việc mà tiếp cận những cái thông tin mới chủ động trong cái việc mà liên hệ công ty để xem công ty cần cái gì thì mình học cái đó được chưa? Nên là khi mà trước khi ra trường đó, là họ đã biết được là họ cần cái gì để học cái đó và ra cái là công ty người ta sẽ sẽ sẽ, sẽ có rất là nhiều công ty để có thể apply và làm việc luôn, ok chưa? À, nên là cái người thụ động và cái người là gì? Đây, ở đây cái cách học này này là các bạn sẽ học qua cái video của cái lớp học trước đó nha cái video của lớp học trước đó cái lớp học trước đó cũng là học livestream ví dụ như các bạn mà học trước thì mình sẽ lấy cái video của cái lớp 26 mình gửi cho các bạn học trước Đây thì các lớp trước cũng học y chang cái nội dung của cái lớp mình như thế này các bạn hiểu dung không cũng học y chang những cái nội dung này à, thì mình sẽ gửi theo cái lộ trình nếu như các bạn học mà kịp tiến độ của lớp 26 à, thì nếu như các bạn muốn do vào lớp 26 thì ok chẳng có vấn đề gì cả thì nếu như các bạn kịp tiến độ của lớp 26 và lớp 26 mới học đến cái bài này thì mình lại gửi cái video của lớp 25 đến cái bài mà lớp 26 này là cái bài cuối cùng của lớp 26 đang học hiện tại thì mình lại gửi cho các bạn cái bài tiếp theo của lớp 25 à, nha và khi các bạn học hết cái phần mà phần Salem Web à, là mình sẽ gửi một cái video của cái lớp nào mà học cái phần Build Framework hoàn chỉnh nhất để các bạn học trọn vẹn cái phần Framework luôn nha chọn vẹn cái phần framework vì cái phần này bắt buộc là phải học à, nguyên của một cái lớp nào đó à, thì nó sẽ là một cái dây chuyền một cái nó nối tiếp nhau thì các bạn mới dễ hiểu hơn chứ còn cái phần cái phần web driver đó, là mình có thể học của lớp này lớp kia mỗi lớp một bài còn được trả vấn đề gì hết vì mỗi bài là một bài khác nhau nhưng mà cái phần này này là cái nội dung của buổi hôm trước nó sẽ liên quan đến buổi hôm nay à, nên là mình không có học cái lớp này một tí lớp kia một tí được các bạn bây okay, giờ yeah thì ví dụ như các bạn có con nhỏ các bạn không thể lên học giờ livestream này mọi người có thể dành cái thời gian rảnh của mình ví dụ như là thời gian buổi tối sau khi con ngủ xong sáng sớm khi mà mình dậy sớm được chưa à, thì tốt nhất là học buổi sớm tốt hơn nha à, nó tốt cho cái cơ thể mình hơn hoặc là cái buổi mà buổi trưa khi mà mình làm việc xong mà mình có giờ nghỉ lao mình có thể tranh thủ tầm khoảng nửa tiếng đến một tiếng gì đó mình ngồi mà thực hành được cả lớp à, mỗi ngày một ít nó sẽ tốt hơn là cái việc là một ngày nhồi nhét một đống các bạn nhá mỗi ngày một ít luôn luôn như vậy à, sẽ tốt hơn là một ngày nhồi nhét quá nhiều nó cũng giống như mình tập thể dục đó. nếu như ngày nào các bạn cũng tập thì cơ thể của các bạn nó rất là khỏe nhưng mà nếu như một tuần các bạn không tập rồi đến chủ nhật ấy, các bạn đi các bạn tập nguyên một buổi sáng ấy, thì thứ nhất là nó sẽ là gọi là gì lợi bất cập hại các bạn nó sẽ là hại chứ không phải là lợi cơ thể mình nó chịu không nổi nhá ok chưa thì cái việc học nó cũng y như vậy mình học mình nhồi một ngày ấy, mình nhồi là <laughs> tầm khoảng 5 bài liên tục ấy, thì mình sẽ không thể nào mà nhớ hết toàn bộ kiến thức được nhưng mà nếu như một ngày mình học tầm khoảng một tiếng hai tiếng và mỗi ngày mình đều học một tiếng hai tiếng thì như vậy nó lại rất là tốt Kiến thức nó sẽ có thời gian để nó thấm. Và nó sẽ có thời gian để nó sâu chuỗi lại. Được không nhỉ? Đây. Thì um, cái này mọi người có thể tự sắp xếp cái thời gian. Ví dụ như một ngày các bạn học mấy tiếng. Giờ nào, ngày nào. Một tuần các bạn học mấy bài. Ok chưa? Đấy. Và mỗi lần. Với cách học này á, là mỗi lần mình chỉ gửi cho các bạn từ 3 đến 5 bài. Lưu ý là mình sẽ không gửi hết toàn bộ video của một lớp để các bạn ngồi các bạn cài nha vì ở đây á, mình mong muốn là sau các cái bài học này các bạn sẽ nhắn tin cho mình ấy, để mình biết được là cái tiến độ của bạn học như thế nào ví dụ như trong trường hợp mà các bạn đang học ấy, mà các bạn dừng lại à, rồi sau đó nửa tháng sau các bạn mới thấy nhắn tin cho mình thì mình sẽ biết là các bạn này là là bạn học rất là chậm hoặc là bạn đang gặp cái vấn đề gì được chưa mình có thể tư vấn là mình hỗ trợ cho các bạn để các bạn đẩy nhanh tiến độ hơn À, vì nếu như bạn nào mà hay liên hệ hay thường xuyên thường xuyên nhắn tin cho mình á, thì chắc chắn là các bạn đang đang đi theo đúng cái lộ trình và đi theo đúng tiến độ ok chưa à, thì mình sẽ gửi cho các bạn từ ba đến 5 bài hoặc là 7 bài sau khi các bạn học xong các bạn lại nhắn tin cho mình để mình gửi tiếp nếu như trong quá trình các bạn học những cái bài học này mà có một cái lỗi gì á, thì các bạn nhắn tin cho mình và mình sẽ trả lời và lưu ý cái việc học này các bạn sẽ nhắn riêng cho mình chứ mình chứ các bạn sẽ không nhắn lên cái group này vì khi các bạn học trước đó, là các bạn nhắn lên đây thì chả có ai biết đâu hoặc là nếu như có những các bạn khác có biết thì các bạn mà trả lời đến đây thì những các bạn khác đang học theo tiến độ này, này sẽ giống như là là người ở trên trời rơi xuống á. vì các bạn chưa học mà chưa học mà tự nhiên hỏi một cái câu hỏi ở cách đây 10 15 bài trước là sẽ không có thể nào biết được các bạn nha nên là tốt nhất là không được đưa lên cái group khi các bạn học trước ok chưa đó. Rồi, thì ở đây cái trường hợp là khi các bạn học trước tiến độ, các bạn có thể học lại với cái group của lớp mình theo cái giờ học livestream. Nhưng mà thường mình thấy 95% chả có ai học lại. Okay chưa? Đó. vì các bạn học qua hết rồi. Nha, học qua thực hành kỹ rồi. Thì các bạn, ví dụ như một hai buổi các bạn mà và các bạn do livestream các bạn học thử các bạn thấy nó y chang kiến thức đó thì các bạn không muốn do nữa các bạn thể học cái bài mới tốt hơn Ok chưa? Rồi um, Thì đây là hai cách học nha Đây là hai cách học Và các bạn tự Chọn cái cách nào phù hợp Ok chưa? À, tự chọn cách phù hợp nha Không bắt buộc là phải học theo một cách nào hết đó. À, rồi Quay trở lại đây này thì Bây giờ mình sẽ nói một số các cái vấn đề khác này đây ở đây á các bạn sẽ hỏi về cái quy trình học như thế nào nha quy trình học này thì uh, mình cũng nói luôn những cái cái uh, liên quan đến quy trình học à, những cái này thì hôm sau mình sẽ yêu cầu các bạn tạo này tạo một cái repo để chứa cốt à, để cho khi mà các bạn gặp vấn đề gặp issue gì á, các bạn mà bị lỗi á thì các bạn share code cho mình mình rẻ mình review hoặc là mình rẻ mình fix lỗi hơn nha à, các bạn có thể dùng cái eclipse hoặc là IntelliJ đều được à, nha còn cái việc này thì nó sẽ không theo một cái quy trình nó sẽ không cố định vì mỗi buổi học sẽ là một cái một cái nội dung khác nhau à, thì thông thường á là với cách dạy của mình á, là mình sẽ không bao giờ mình dạy lý thuyết trước nhớ bạn không? không dạy lý thuyết trước được à, chưa không bám theo tài liệu à, cái tài liệu này để các bạn đọc lại thôi. đọc lại để hệ thống hóa kiến thức còn cái tài liệu mình sẽ không dùng để mình mình bám theo mình dạy tức là nó sẽ không có khô khan nữa các bạn nha à, mình sẽ cho các bạn học thực hành rất rất là nhiều đề mô và thực hành rất là nhiều à, sau khi các bạn học xong cái buổi này, các bạn mới đọc lại cái tài liệu à, khi đọc lại tài liệu các bạn sẽ thấy là gì nó rất là dễ cái okay, yeah. trường hợp á sẽ có hai trường hợp này một này là đọc tài liệu trước rồi thực hành sau cái trường hợp thứ hai ấy, là thực hành trước, để mô trước, rồi đọc tài liệu lại sau. Đó là mình đang dạy cách này, nha, cái này. ok chưa còn cái cách này là không, mình không có đi theo hướng này. À, vì các bạn có biết cái gì đâu mà đọc tài liệu trước thì mình đâu hiểu các bạn. vì học cốt mà, học cốt nha. À, nên các bạn có đọc trước là các bạn cũng thấy nó lơ mơ lắm. nên tốt nhất cái thực hành trước, thực hành trước thấy liền luôn cái cái hai của cái việc học học cốt học auto đó, là mình thực hành cái là mình thấy kết quả luôn đó. thấy nó chạy luôn thấy bát theo luôn và nó sẽ nói chung là gì nó nó không có chiều tượng nhiều ok chưa à, giống như những những cái học khác nha rồi thì uh, ở đây á, sẽ không có cái việc là đây nếu như mình dạy một một hoặc là mình dạy một nhiều mình cũng không có cái việc là mình cốt xong rồi chờ các bạn cốt rồi dạy tiếp ok chưa sẽ không có việc này dù là mình có dạy một người thôi mình cũng không, mình cũng không dạy theo cách này vì như vậy á là nó rất là lâu nhớ các bạn và thêm nữa là mình muốn các bạn sẽ có cái tinh thần chủ động và tự học nhiều hơn nha được chưa cái này nó sẽ tốt cho các bạn về cái, career, cái cái career path của các bạn cái career path của các bạn sau này, này nó sẽ tốt cho các bạn hơn ok chưa chứ không phải là mình không 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 support hoặc là mình uh... đây ở đây này um... khi mà các bạn học xong thực hành xong một cái bài nào đó các bạn sẽ post code lên repo này hôm sau mình sẽ hướng dẫn nha được chưa nên cái phần này á cái phần này các bạn có thể bỏ qua này à, lưu ý ở đây khi mà mình giao tiếp ở trong cái group của lớp mình á, là cái phần mềm zoom là mình sẽ dùng để mình học livestream nha nên các bạn sẽ không chat vào đây mình đã mình đã tắt tính năng này rồi cái thứ hai á, là cái sky là các bạn sẽ dùng để các bạn à, tương tác thông qua tính năng là hỏi và trả lời chat cái okay, fix đổi còn trường hợp mà mình dùng team view là mình sẽ fix những cái lỗi mà các bạn không tự fix được trường hợp các bạn không tự fix được thì mình sẽ team view vào để mình fix ok chưa đó. rồi cái tiếp theo á là trong quá trình dạy mình đang học mình đang dạy livestream này trong một cái buổi học á, là các bạn sẽ không không chat riêng cho mình vì mình sẽ không mở cái tin nhắn của từng người ra mình đọc nha mình mình đang dạy ở trong cái lớp này nên là nếu như các bạn có, có nhắn tin cho mình ấy, là mình sẽ không không có trả lời nha nhắn riêng này là mình sẽ không trả lời và sau cái buổi học mình sẽ trả lời ok chưa mình chỉ tập trung cho cái group này thôi đó rồi cái phần tiếp theo là cái review code ấy. cái phần học api này ấy, hiện tại là cái knowledge của mình các bạn nó đang ở như mức căn bản à, nên là các bạn cũng không cần phải tối ưu code cũng không cần phải biết được là gì là mình cốt như vậy á là nó đúng chuẩn hay chưa hoặc là nó tuân theo cái design pattern nào vì lúc này á, là mình đang ở những mức độ cơ bản đó các bạn nhập môn thôi nha đó. cái yêu cầu của từng bài học là các bạn có thể là cốt đúng yêu cầu của test case chạy được run pass không có lỗi cover được hết toàn bộ cái business của cái test case đó là hoàn thành cái phần API hoàn thành bài tập của phần API ok chưa yeah. ví dụ như một cái bài tập của phần API ví dụ như là phần phần này đi đây các bạn sẽ thấy những cái bài học ví dụ như tích bốc tích area thì mình sẽ cho một cái bài tập như thế này là các bạn sẽ mình sẽ cốt màu giải thích kể cho các bạn và các bạn sẽ làm lại cái hay của phần học cốt là không thể học vẹt được các bạn ok chưa học cốt không học vẹt được các bạn có muốn học vẹt không được được chưa nhỉ nếu như các bạn không hiểu thì các bạn sẽ không cốt được. Nếu không hiểu thì cốt code... nó không có chạy đâu. Ok chưa? Nha. Nếu như mình học vẹt á, một bài, hai bài được nhưng mà vài chục bài nó không có được các bạn. Nếu mà mình không hiểu mình không 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 cốt nó chạy được đâu. Nên là dù á là mình có cốt màu à, và các bạn cốt lại mà không hiểu là nó cũng không có chạy. Ok chưa nhỉ? À, nên là có nhiều bạn cũng có hỏi có chia sẻ cho mình á, là trước đây nhà trước đây á, các bạn có cái video của một cái người khác chia sẻ lại ok chưa các bạn không có học có do chương trình này, này. À, các bạn có video của một cái người khác chia sẻ lại à, và các bạn học qua cái video đó, nhưng mà không ai support hết thì các bạn học được năm bảy buổi cái là cuối cùng là học không nổi nữa. các bạn không học nổi nữa, được chưa vì cái học cốt nó khác với cái học cái khác vậy là nó là trong quá trình học nha mà gặp cái vấn đề gì á là mà không có người hỏi không có người trả lời đó, là các bạn dễ bị nản lắm được chưa nhỉ rất là dễ bị nản đó, nha nếu như mà mình học trong một hai cách này vẫn có người support à, có người dạy support có những cái bạn học viên khác support được chưa bất kỳ một cái câu hỏi gì các bạn gặp trong quá trình mà các bạn học đó, là sẽ có người support ok chưa còn nếu như mà các bạn tự học thông qua cái video của một cái người khác chia sẻ đó, là mình thấy rất rất là nhiều người là không có học được. Ok chưa các bạn. Đó, là đây. Ví dụ như những cái test cây này, này, những cái test cây này đây. Nha. À. Ở đây á là cái người á mà cái người uh, newbie chưa biết gì về auto á là các bạn à, sẽ có cái gì? À, các bạn sẽ có nhu cầu để học mà uh, cái um, chương trình này là nhiều đúng không? Nha. À, nên là nếu như các bạn học qua một cái video của người khác chia sẻ Là các bạn sẽ học không nổi Còn cái người mà có kinh nghiệm rồi ấy, Hoặc cái người mà người ta à, Có nhu cầu học ấy, Thì người ta nếu như người, người khác có đưa cái video cho họ Họ không muốn học nữa các bạn Được chưa Vì ở đây này các bạn sẽ thấy cái lợi ích Cái giá trị của cái chương trình này ấy, Nó không phải là cái video Mà nó là cái cộng đồng Nó là cái người Nó sẽ là cái sự kết nối Các bạn Các bạn sẽ nhận được những cái giá trị Từ cái cộng đồng từ cái lớp học từ cái việc kết nối với nhau được chưa và cái việc support về sau nè nha vì mình cũng có nói các bạn là từ khóa đầu tiên từ khóa đầu tiên từ khóa thứ nhất khóa không một đến hiện tại là mình vẫn support ok chưa à. trừ khi là học viên bỏ mình thôi chứ mình chưa có trường hợp nào mà mình bỏ học viên cả ok chưa à, nha đây rồi tiếp theo này đây là những cái bài tập này nên là các bạn chỉ cần làm theo đúng cái yêu cầu đúng bài tập à, nha là các bạn có thể là gì càng ngày cái kỹ năng của mình nó sẽ càng tăng lên vì nếu như học về thầy cốt không cũng được nữa các bạn một phần trăm là không được ok chưa à, nên là những cái bài tập này á, là mình sẽ sẽ làm demo rất là kĩ rất là kĩ nha các bạn à, và các bạn sẽ làm thực hành lại chạy đạt những cái yêu cầu đó là được là qua là một cái bài học khác ok chưa à, một cái tip nữa ở đây để các bạn có thể học hiệu quả hơn đó là gì đó là chỉ cần quan tâm cái bài học hiện tại và hoàn thành nó ok chưa không cần quan tâm bài sau hoặc là cái nội dung tiếp theo là gì nếu như các bạn đang ở đây các bạn đang ở đây đi, à, được chưa? mình nhìn thấy cái chương trình tiếp theo nó nhiều quá, các bạn dễ bị ngợp, đúng chưa? các bạn rất là dễ bị ngợp, nếu như trường mà trường hợp là các bạn đang là một cái người chưa biết gì về auto, các bạn sẽ thấy cái chương trình và cái cái số lượng khối lượng bài học rất là nhiều, nha, rất là nhiều các bạn, à, được chưa? nên là các bạn sẽ bị ngợp, nên á, là cái tip ở đây á, và để cho cái tinh thần của mình nó thoải mái hơn trong việc học, là các bạn đừng quan tâm. Nha, khi mà mình đã giải thích cho các bạn về cái chương trình này về cái đầu ra về cái cách học này thì các bạn cứ theo đúng lộ trình nghĩa là cái bài nào mà mình học đó, là mình sẽ nắm trọn vẹn cái nội dung bài đó mà mình nắm đạt hết cái yêu cầu của bài đó là được xong các bạn sẽ chuyển qua bài tiếp theo ok chưa và bài tiếp theo các bạn sẽ học thực hành hiểu hết bài yêu cầu rồi lại qua bài tiếp theo mà cứ tiếp tục tiếp tục như vậy à, là càng ngày kỹ năng của mình nó sẽ càng tăng lên ok chưa và kiến thức nó sẽ có hệ thống sâu chuỗi lại với nhau Nhớ bạn nó sẽ sâu chuỗi lại với nhau và càng ngày những cái bài khó mình có thể học mà mình có thể hiểu được chứ còn nếu như mà mình đang đứng ở đây mình chắc chắn là mình sẽ không hiểu được cái bài ở trên này được nó giống như cái cái việc mà mình sâu chuỗi thông tin đến các bạn cái nào của mình á nó sẽ sâu chuỗi thông tin nha đây này mình sẽ nói ngay từ đầu để các bạn hình dung được cách học hiệu quả nhất nha và bây giờ khi mà mình học cái gì mình cũng làm như vậy thôi các bạn đây đúng không ví dụ như cái lộ trình này á, hiện tại mình đang ở như cái buổi thứ 3 đây là cái buổi thứ năm đây là buổi thứ 5. Đây là cái buổi thứ 10. Đây là cái buổi thứ 20. Vậy thì hiện tại mình đang học cái bài số 3 này. À, mình chỉ tầm mình chỉ nắm được tầm khoảng 50 đến 60% cái nội dung bài này. Là ổn nha các bạn. Là rất là ổn rồi này. Ok chưa? À, vì sẽ có nhiều bài kiến thức nó nhiều hoặc là nó mới là các bạn sẽ không thể nắm hết toàn bộ được và không thể nhớ hết được đúng không nhưng nó sẽ có cái gì đó Nghĩa là các bạn đã lướt qua Thì nó sẽ có một cái gì đó Mang máng trong đầu mình rồi Nó có mang máng trong đầu mình rồi nha Nó giống như là Khi mà mình đi chơi Mình đi đâu đó Mình gặp một cái hình ảnh Hoặc là một cái thông tin gì đó Mà nó bị lặp lại Mà mình đã gặp trước đây rồi các bạn Các bạn có gặp có, 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 có cái trường hợp như vậy không à, Mình cũng rất là hay gặp như vậy Hoặc là có một cái sự kiện nào đó Là nó y đúng cái thời điểm này là Mình đã gặp Mình đã trải qua này Và nó bị lặp lại y tăng Thời điểm đó nha. Lần nào mình nó sẽ gọi cái thông tin nó ra. Đó. Thì ở đây cái bài số 3 này. này mình nắm được 50%. 50 đến 60% nội dung của kiến thức bài này. Tiếp tục bài số 4. Đó. Mình cũng nắm được tầm 50 đến 60%. Tiếp tục bài số 5. Bài số 6. Bài số 10. Thì khi đến cái bài số 10 này. Các bạn sẽ nắm được 50 đến 60% của các bài số 10. Nhưng lúc này. Những cái bài này nó trở thành một cái khác. Kiến thức nó sẽ có cái chu kỳ nó sẽ có những cái nó lặp lại lặp lại lặp lại. Nên khi đến bài số 10 thì chắc chắn cái bài số 5 này mình đã nắm được là 80 đến 90% rồi. Mình đã nắm được 80 đến 90% của bài số 5 rồi các bạn. À, các bạn hiểu không nhỉ? Chắc chắn là như vậy các bạn. Ok chưa? Vì kiến thức nó lặp lại mà. Và nó à, ví dụ như mình viết vào cái đoạn cốt này ở bài này, mình thấy lơ ngơ, mình thấy cứng tay Nhưng mà đến bài số 10 mình viết cái đoạn cốt này là mình sẽ viết rất là nhanh nó cũng giống như các bạn học lái xe được chưa mình học buổi thứ ba với buổi thứ 10 nó chắc chắn phải khác nhau các bạn. nó sẽ nhuần nhuyễn hơn và có thể là mình gì mình không cần phải nhìn cái 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 cái, cái tay bấm cỏ chỗ nào hoặc là xin nhan chỗ nào, nào mà nó sẽ là gì nó thành kỹ năng nó thành phản xạ rồi. ok chưa vậy thì á là khi các bạn học đến bài số 20 bài số 30 thì chắc chắn cái bài số 30 này mình học xong á, mình cũng chỉ nắm được tầm khoảng 30 50 60 trăm tùy vào cái cái knowledge của từng người. Ok chưa? À, nhưng mà cái bài này các bạn tán các bạn sẽ nắm được 80 đến 90% rồi. Và nó cứ lặp đây lặp lại như vậy cho đến hết chương trình. Vậy thì ví dụ như mình chia toàn bộ chương trình ra gồm bốn phần. Thì khi các bạn học cái phần đầu tiên này, mình nắm được ít phần thứ hai mình cũng nắm được ít của phần này. 50 60% nhưng các bạn đã nắm được 80 đến 90% của phần đầu tiên rồi. Đây là một cái phần lớn này. Và phần thứ hai cũng tương tự thì học phần thứ ba nó sẽ lặp lại lặp lại à, các bạn hiểu nhỉ, nha và khi cả cái chương trình này thành một phần thì khi các bạn đi làm à, mình sẽ apply hết toàn bộ những cái chương trình này vào cho cái dự án vào cho những cái mà các bạn đang làm thực tế ấy, thì kiến thức nó sẽ lặp đi lặp lại và nó sẽ thành kinh nghiệm thực tế luôn Mọi người hiểu nhỉ? thì đây là những cái mà mình cũng đang đang ứng dụng cho những cái mà mình cần học những kỹ năng hiện tại mà mình cần học những kỹ năng mới mà công ty người ta cần hoặc là những cái mà mình mong muốn để mình sở hữu nó mình thành thục nó mình không thể nào một cái buổi là mình có thể nắm hết toàn bộ nội dung chương trình kiến thức nữa các bạn, được chưa mình không thể nắm hết được luôn nữa các bạn nha à, vì não của mình á nó có thể chứa được cả cả tỷ cả triệu thông tin á à, nhưng mà không phải là thông tin chứa chứa cùng một lúc một lúc mình không thể chứa hết được, mình không thể nạp vào nhiều được. À, nhưng mà cứ mỗi ngày mình nạp một ít, một ít, một ít, một ít thì chắc chắn nó sẽ chứa hết được các bạn, được chưa? À, người ta phân tích khoa học á, là cái nào của mình á là mình dùng chưa tới 10% cái tính, cái, cái 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 chức năng của nó các bạn, cái công năng của nó. nha, mình cứ nghĩ là mình học rất nhiều và mình nạp vào rất là nhiều nhưng mà nó chưa đến 10% các bạn, chưa đến 10% của cái não đó. ok chưa? À, nên là nghĩa là các bạn có thể nạp được gấp ba lần, gấp năm lần nữa nó vẫn bình thường, nó vẫn rất là bình thường nha. OK chưa? À, giống như á, bây giờ mình nạp lần đầu nó chưa quen, ngày mai mình nạp tiếp, nó chưa quen ngày mai mình nạp tiếp nữa, là bắt buộc nó phải làm, nó sẽ sẽ phải thích nghi dần, cái não nó phải thích nghi dần với những cái cái kỹ năng, những cách học này. OK chưa? Cũng giống như khi các bạn đi ăn á, các bạn ăn cái gì đó, các bạn ăn hôm nay bạn ăn rất là no nha. Yeah. À, nhưng ngày mai mình ăn thêm một muỗng ngày mốt mình ăn thêm một muỗng này, thì bắt đầu cái dạ dày của mình phải nới ra, nó phải nới ra, nới dần, nới dần, nới dần ra. Ok chưa? À, thì đây á là cái dạ dày nó có cái khối lượng cái, cái 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 chứa được bao nhiêu á? Nhưng mà cái não mình nó chứa rất nhiều bạn. À, nó mình mới chỉ dùng chưa đến 10% mà. Ok chưa? Rồi, thì đây là cái cách mà các bạn có thể học làm sao để cho nó nhanh và nó hiệu quả này. Nha, nhanh và hiệu quả hơn đó um, rồi ở đây á um, vì các bạn hầu như là các bạn sẽ người đi làm hoặc là sinh viên gần ra trường rồi nên là mọi người rất là chủ động được chưa à, nên là nếu như các bạn có bận việc nghỉ á thì các bạn chủ động để các bạn thực hành và và bám theo tiến độ lại chứ mình không nhắc nha mình không nhắc ai hết đấy ok chưa À, vì vì mình không phải là người rửa trẻ các bạn, cho mình không nhắc à, không có phải là cách học này giống như hồi xưa, à, các bạn học là học cho các bạn chứ không phải học cho mình nha. rồi cái trường hợp mà các bạn nghỉ quá nhiều và không thể theo kịp tiến độ, cái okay, yeah. cái việc mà không kịp theo kịp không theo kịp tiến độ ấy, là không phải là chương trình này nó khó mà là do các bạn quá lười hoặc là các bạn quá nhiều việc không có sắp xếp thời gian để học được thì nó sẽ bị kéo lại à, và kéo lại quá lâu và các bạn sẽ bị ao ok chưa à, đây này hoặc là các bạn đi à, đi công tác à, có công việc đột xuất đau ốm như thế nào đó à, các bạn phải giờ lại giờ lại nha nghỉ tạm dừng lại và các bạn sẽ, sẽ có thể học lại một cái khóa bất kỳ về sau mà chỉ một lần thôi cái ví do là vì sao một lần vì nhiều bạn trước đây á, là cứ bận cái là các bạn xin học lại à, và có nhiều bạn học tới 2 năm, 3 năm chưa xong nên là tốt nhất là các bạn không có học lại nhiều lần chỉ một lần thôi và các bạn phải sắp xếp thời gian để các bạn học lại ok chưa tài liệu của một cái buổi học nó sẽ gồm một cái file document google doc, một cái file bài tập và một cái video à, một cái video sau một buổi học ok chưa, thì các bạn sẽ có những cái, cái cái này để các bạn ôn luyện lại. À, sẽ có nhiều cái bài học là một document mà mình học tới 3 đến 4 đến 5 bài video mới xong. Nha. Ví dụ như là phần framework. À, có những cái bài mình học tới 4 buổi. Ví dụ bài này. Mình học tới 4 buổi mới xong. Và cái bài này mình học tới 3 buổi mới xong. giờ okay chưa? Bài này cũng 2 buổi. Thôi à, nha. Thì đó là bình thường các bạn nhá Đó là bình thường. À, được chưa? Thì đây là cái quy trình học này cái quy trình học các bạn có thể tự linh động làm sao cho nó hiệu nó phù hợp với lại từng cái ngữ cảnh của từng người nhé các bạn rồi cái tiếp theo mình muốn đi nhanh à, thì mình phải có cụ phải có rule Đúng chưa mình chơi cái gì mình cũng phải có rule đấy các bạn à, ngay cả các bạn đi làm công ty á, mà nếu như không có rule là một thằng làm một kiểu á, là kiểu gì nó có banh hết nếu như công ty mà không có cái quy định là giờ giấc À, thì cái ông mà ông thích đi làm sớm 6 giờ ông lên làm rồi. rồi Cái ông thích đi làm trẻ 9 giờ ông lên làm Vậy thì cái giờ nào sẽ là cái lợi giờ Mà tất cả ngồi lại với nhau để họp đây limiting Đúng chưa Đúng chưa các bạn à, Giờ nào để làm việc Là việc chung là việc nhóm à, Nên là nó sẽ không hiệu quả các bạn Đúng chưa à, Hoặc là uh, Có người thì thích lê la Nhưng mà có người là thích nhanh nhẹ yeah, Nên là gì cái gì cũng phải có rule hết quy định hết nha cái thứ nhất là các cái tài liệu các cái video thì các bạn vui lòng mình chỉ dựa ở như mức độ cá nhân không public nha không public ra ngoài nha còn trường hợp mà mình có các bạn cố tình public thì mình cũng chịu mình chả biết làm sao <laughs> ok chưa nhỉ nha à, nhưng mà cái gì nó cũng có giá trị của nó các bạn cái gì cũng có giá trị của nó nếu như các bạn mà học Đúng không các bạn sẽ có một cái cộng đồng các bạn có một cái lớp học các bạn sẽ có một cái người mentor cho mình theo mình à, rất là lâu rất là dài và đây là cái giá trị mà cái, nếu như là trong trường hợp mà người khác người ta chỉ học qua video đó, là sẽ không có cái này ok chưa đó, và những cái giá trị này đó, nó sẽ không có quy ra bằng tiền nha cả lớp cái thứ hai là cái này thì mình cũng linh động không bắt buộc như các bạn không bắt buộc nha nếu như trong các buổi học mà các bạn mà có việc bận ấy, thì các bạn có thể ao bình thường, ao ra bình thường, ok chưa? À, không bắt buộc. cái thứ ba, cái này cũng không bắt buộc này, ok chưa? vì bây giờ mọi thứ mình nghĩ là nó sẽ là cái việc chủ động của các bạn. À, chứ những cái ru này thực tế nó chỉ dành cho những cái, cái đối tượng mà mình nghĩ là gì? là mới ra trường mới đi làm, đó. đúng chưa? À, nha. rồi trong trường hợp cái này mà không kịp tiến độ thì các bạn có thể học lại thôi ok chưa yeah, như vậy cho nhanh nhá à, mình nên chủ động cái này rồi cái phần tiếp theo là cái phần này là bắt buộc này khi các bạn khoa học phần framework thì toàn bộ cái nội dung của phần Salem Driver mình học trước đó bắt buộc các bạn phải hoàn thành thì mình mới có cái kỹ năng cái kiến thức mình qua cái phần sau mình học nó tốt được được rồi lớp. Vì qua phần sau á là nó sẽ cốt nặng hơn và nó sẽ yêu cầu nhiều cái kiến thức nền hơn, kiến thức nền nha. Được các bạn. À, nên là cái rule này là các bạn nhớ cho mình nhé. Cái tiếp theo á là trường hợp mà mình nghỉ học á, các bạn có thể À, nhưng mà mình đừng ốc liên tục quá nhiều vì như vậy á là mình sẽ không theo kịp lại, mình không theo kịp tiến độ đâu các bạn. Được nha nên là mình có nhắc các bạn là cái việc mà học tốt nhất á, việc tốt nhất là chăm chỉ và thực hành thôi, chỉ có cái này thôi. Hai cái này là hai cái máu chốt, dù cái gì học cái gì cũng vậy. OK chưa? Này ví dụ như các bạn mà nghỉ 4 năm buổi cho các bạn dồn lại một buổi các bạn học thì nó không có hiệu quả, không hiệu quả. OK chưa? Đó. Rồi cái tiếp theo là cái này là mình chỉ được học một lần lại, một lần. OK chưa? À, trong trường hợp các bạn bận các bạn off bất kỳ lý do gì và các bạn học lại thì các bạn học có thể học với bất kỳ một cái khóa sau một lần miễn phí à, nhá còn nếu như các bạn đã học ít nhất hai lần rồi một lần khóa này và đã học một lần khóa sau và các bạn vẫn muốn học lại nữa à, nhá thì các bạn phải đóng lại thêm 50% học phí nữa. À, ok chưa? Để cái này ấy, là mình sẽ gây cái được lực ngay từ đầu luôn. Để các bạn sẽ không muốn học lại nè. Bắt buộc các bạn phải học cho xong. Đi. Ok chưa? Còn nếu như các bạn vẫn muốn học lại. Thì cái việc đó học phí này vẫn hoàn toàn rất là fair. Vì khi học lại mình sẽ support lại từ đầu. À, support lại từ đầu là một trăm mấy chục bài. Nếu như trường hợp các bạn học trước tiến độ. Là mình support riêng từ đầu đến hết một trăm mấy chục bài đó. Là bình thường. Ok chưa? Rồi. Cái tiếp theo. Là sau cái buổi học hôm nay nếu như các bạn thấy không phù hợp cả về thứ nhất là về nội dung chương trình, về học phí, về cách học, về support để không phù hợp thì các bạn có thể ao hoàn toàn bình thường mình luôn luôn welcome tất cả mọi cái feedback của các bạn dù đúng dù sai như thế nào mình luôn luôn welcome nha cả lớp được à, chưa vì mình, mình rất là tích cực trong cái vấn đề là làm sao để có thể là các bạn học viên nhận được nhiều cái giá trị nhất và mình cũng muốn cải thiện cái kỹ năng là làm sao để có thể dạy tốt hơn nếu bạn nên là tất cả mọi cái feedback mình luôn luôn welcome à, còn trường hợp nếu như các bạn mà thấy không phù hợp các bạn có thể ao và học ở như một cái chương trình khác một cái người khác dạy hoặc là một cái trung tâm khác ok chưa rồi cái tiếp theo là cái này cái video của cái lớp học và tất cả cái tài liệu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý bookmark à, bookmark làm sao cho nó hiệu quả và khoa học để nó khi mà mình mất máy hoặc là khi mà mình cài lại cái hệ điều hành nó cũng không có bị bắt ok chưa nên là mình sẽ không có chia sẻ toàn bộ tất cả các đường link về cái này nghĩa là không có một cái file nào mà nó chứa hết tất cả cái này được chưa mình phải tự chủ động trong cái việc là lưu trữ cái thông tin này, ok chưa? Yeah. À, nó cũng tốt hơn cho các bạn, tăng cái tính chủ động hơn, nha. Còn cái tiếp theo là khi mà học viên họ đã ao khỏi cái group của lớp mình á, à, sẽ có trường hợp là một cái người mà ao khỏi group mà không học cái lớp mình nữa, sẽ liên hệ với một cái bạn đang học để hỏi các bạn nó gửi cái tài liệu hoặc là cái video, à, thì các bạn kiểm tra trích kỳ ok chưa? Yeah. Vì không thuộc cái group Mà làm như vậy giống như là, là các bạn đang chích. Đang chích nha. Thì cũng giống như cái cây ở trên này này Là nếu như học cái cách này, này nó cũng không mang lại nhiều cái giá trị các bạn. Vì cái giá trị về sau á. Giá trị về sau nó sẽ rất là tốt. Ok chưa? Mình có một cái cộng đồng. Mình có một cái career path. Mình sẽ có một cái người đồng hành. Trong trường hợp mà các bạn có một cái issue gì mà không liên quan đến khóa học. Mà liên quan đến dự án. À, liên quan đến cái mức lương, liên quan đến cái công ty hoặc là liên quan đến bất kỳ một cái nguyên nhân gì mà công việc của bạn, các bạn có thể hỏi mình mà mình tư vấn trong cái khả năng của mình biết, nha, à, được chưa? Rồi cái tiếp theo, đây là cái cách cho người học trước, à, nha, à, được chưa? Các bạn xem, thực hành, cốt chạy đạt hết yêu cầu của test case, đẩy cốt lên, sau đó đánh đơn vào cái file uh, điểm danh ví dụ như các bạn sẽ đánh đơn vào cái file uh, của lớp mình ví dụ như là đây nếu các bạn học xong các bạn sẽ đánh x hết vào đây và các bạn học xong cái bài số mấy ví dụ được bài số 20 thì các bạn đánh vào đây là số 20 vậy thôi ok chưa vậy thôi nha à, được chưa ở đây có nhiều bạn học trước rất là dài rồi, nhưng mà các bạn không có đánh vào đây nè. cái này không có bắt buộc các bạn nhé không bắt buộc. Okay chưa Rồi tiếp theo, khi các bạn đã hoàn thành trước tiến độ thì không bắt buộc phải học lại livestream của lớp. À, ví dụ như các bạn học livestream của lớp là cái bài hôm nay này, nha. Không có cần phải học lại. Còn trường hợp mà các bạn thích thì các bạn cứ học. Cái tiếp theo là trong trường hợp mà mình đang học theo tiến độ thì các bạn không nên nhắn tin riêng cho mình, cho người dạy. Các bạn nên nhắn lên cái group ấy để cho những cái bạn khác cũng biết được thông tin Được chưa à, Ok chưa nhỉ Tất cả các bạn khác có thể biết được cái thông tin về cái lỗ này Và khi mà, mà mình fix cái lỗ này mình đưa cái solution hoặc là một cái học viên khác Có hướng dẫn à, Thì các bạn sẽ biết hết luôn Ok chưa à, Vào đây là cái rule tiếp theo Cái rule tiếp theo là trong trường hợp mà các bạn học mới hết phần Selenium mà đi phỏng vấn thì mình sẽ không support nha nghĩa là nếu như các bạn mới đi phỏng vấn và các bạn có hỏi mình cách phỏng vấn hoặc là quy trình rồi review CV hoặc là bất kỳ một cái cái gì liên quan đến phỏng vấn là mình sẽ không hỗ trợ cái này vì như vậy là nó không có đủ khả năng để đi phỏng vấn được okay chưa không đủ khả năng không đủ kiến thức không đủ kinh nghiệm để đi phỏng vấn cho một cái job về auto Còn nếu như Các bạn mà các phỏng vấn Vào một cái job về manual Là Việc của các bạn Vì mình không có dạy manual Ok chưa Mình không dạy manual nha Mình nói ngay từ đầu này Nên là nếu các bạn Apply vào những cái job manual Là mình không có support được Không phải là mình không support được Mà mình không có Mình không có Hỗ trợ cái này Nha Đã, Mình cũng nói ngay từ đầu Là cái Từ lúc mà mình đi làm đến bây giờ Là mình chỉ làm thuần Về code Về auto Về technical nên những cái kiến thức chuyên sâu về testing á, về quản lý á là mình không có giỏi. OK chưa? À, về kiến thức chuyên sâu về testing, về quản lý là mình không có giỏi nha. Đây là nếu như các bạn hỏi á, mà mình biết là mình sẽ tư vấn, còn nếu như mà mình không biết là mình sẽ nói luôn là mình không có biết. À, và các bạn có thể hỏi lên những cái group về slack sẽ có rất là nhiều học viên giỏi trong này. Nhớ bạn rất là nhiều học viên giỏi trong này, rất là nhiều anh chị giỏi trong này. Đây là cái group group Breivik. à, nha. Hiện tại có khoảng hơn 1.000 học viên trong này. À, là nếu như các bạn mà có một cái câu hỏi gì về um, về tech về tech thì mình biết nhiều, à, mình sẽ support hoặc là những cái bạn khác support à, hoặc là về testing về quản lý quản lý dự án quản lý con người à, thì có rất là nhiều anh chị đang làm quản lý trong này sẽ tư vấn cho các bạn. Ok chưa? vì mình cái cộng đồng của mình là mình hỗ trợ nhau là như vậy á. Nhá. Yeah. ok chưa? Rồi, thì khi á mà các bạn học hết cái phần framework thì ít nhất phải tầm 100 bài. Ít nhất là tầm 100 bài này thì nó sẽ có một cái kiến thức đủ để các bạn đi phỏng vấn vào một cái job ít nhất là một cái job về automation test tầm khoảng 1 năm kinh nghiệm. Ok chưa? 1 à, năm kinh nghiệm nha Có thể hơn à, Khi hết 100 bài này Các bạn có thể phỏng vấn vào một cái job Từ 1 năm kinh nghiệm Đến 3 năm kinh nghiệm Mình đảm bảo luôn các bạn Đến 3 năm kinh nghiệm Ok chưa Nếu như các bạn học tốt Các bạn có thể phỏng vấn vào cả vị trí senior Cả vị trí senior nha Ok chưa à, Vì thực ra là Mỗi công ty người ta sẽ có một cái Level senior hoặc là cái người ta đã định vị cái vị trí senior này khác nhau chứ không phải là công ty nào cũng giống nhau các bạn có công ty senior của công ty này nó chỉ bằng ở mức độ là cái level automation tester của một công ty khác thôi các bạn ok chưa à, nha cái level nó có thể ngang ngửa và cũng không có cái việc là chừng đó năm kinh nghiệm là lên senior hoặc là chừng đó năm kinh nghiệm là phải đạt được cái mức lương đó không có cái việc đó các bạn được chưa? cũng không có cái việc là làm lâu là thành lão là à, với cái ngành của mình ấy, là nó sẽ nó sẽ cần cái gì nó sẽ cần kiến thức cần kinh nghiệm nhớ bạn à, nên là cái việc mà làm lâu mà tăng kinh nghiệm là không có đâu các bạn Nhiều Được chưa chỉ có người mà hay chủ động trong việc học chủ động tìm kiếm thông tin chủ động chia sẻ là cái người đó mới nhanh lên được các bạn nhanh lên kinh nghiệm được rồi ở đây cái phần tiếp theo này mục tiêu của việc học không phải là đi phỏng vấn đúng chưa à, mục tiêu của việc học không phải đi phỏng vấn cái phỏng vấn này chỉ là một cái um, à, một cái mục tiêu nhỏ thôi mà cái cái mà mình muốn, muốn hướng đến cho các bạn đó, là các bạn phải xây dựng được cái career path nha cái lộ trình nghề nghiệp à, vì mình làm từ lúc ra trường đến lúc mà nghỉ hưu được tầm khoảng vài vài chục năm các bạn ít nhất cũng tầm, tầm 40 năm đúng chưa nên là nếu như mà mình xây dựng một cái mục tiêu quá nhỏ quá ngắn quá nhỏ quá ngắn thì như vậy nó nó không tốt Đúng chưa nó không có tốt các bạn đó. thì nếu như mà mình muốn làm lâu trong cái nghề này dù bất kỳ một cái nghề này mình các bạn phải xây cái cái nền tảng cái gốc thật là chắc này chắc này nha giống như là một cái nhà cao tầng đó, các bạn xây một cái tầng có khác phải xây cái 10 tầng khác phải xây 100 tầng đúng chưa một cái nhà một tầng á Ví dụ như một cái nhà một tầng. Mình chỉ cần xây như thế này thôi. Đây này. Mình chỉ cần xây khoảng là tầm. Một cái móng tầm khoảng 1 mét thôi các bạn Là mình dựng cái nhà lên. À, cái nhà này có thể cao 4 mét. Và cái móng một mét này có thể chịu được ở cái nhà này. Ok chưa? Ví dụ như là các bạn muốn á, là vào một cái công ty ABC gì đó. À, vào cái vị trí là XYZ gì đó. Các bạn chỉ cần học cái khóa học với chừng này kỹ năng và các bạn vào công ty và các bạn cứ làm miết cái vị trí này là đây là mục tiêu ngắn hạn đúng chưa nhưng mà nếu như các bạn mà muốn mục tiêu dài hạn hơn các bạn cần lên một cái người leader à, đúng chưa một người leader thì cái level nó phải cao hơn và level cao hơn thì cái background cái kỹ năng của mình phải dài hơn bắt buộc nó phải dài hơn đúng chưa kỹ năng cứng kỹ năng mềm kỹ năng quản lý rất nhiều kỹ năng thì nó mới dựng được cái này lên được Đúng chưa Và tiếp tục là các bạn lên cái cái người Quản lý cấp cao hơn Có thể là quản lý nguyên cái bộ phận Quản lý, quản lý nguyên một cái friend Thì nó sẽ rất là bự Và bắt buộc Cái này nó phải dài hơn Đúng cả lớp Nên là cái mục tiêu càng cao Thì Mình sẽ càng có một cái mục tiêu Một cái lộ trình rõ ràng Một cái kế hoạch Ok chưa? Mình có thể chia nhỏ ra các bạn. Chia nhỏ ra theo từng giai đoạn và đạt được từng giai đoạn. Nhá. Vì một cái mục tiêu, một cái plan á, mà nó lớn á, mà mình không chia nhỏ là rất là mông lung các bạn. Rất mông lung và rất là khó đạt được. Nên là mình chia nhỏ ra. À, là một lần mà mình đạt được một cái mục tiêu nhỏ á, là sẽ tăng cái hào hứng cho mình. Được chưa? À, nó tăng này là mình sẽ thấy là mình có thu hạt, thu hái gặt được một cái gì đó, nhá. À, OK chưa? À, thì đây là cái cá mà mình muốn nói các bạn này. À, rồi có một cái nữa mà sẽ trả lời cho các bạn cái câu hỏi là tại sao mà lại không học offline? OK chưa? Tại sao lại không học offline? Các bạn sẽ nghĩ là cái việc học offline nó sẽ nó sẽ hiệu quả hoặc là nó sẽ chất lượng hơn cái việc học online. Thì với mình bây giờ mình sẽ không có đi học offline nha yeah. nếu học một cái gì đó mình sẽ không học offline mình sẽ học online ok chưa từ hồi giờ những cái chương trình mới những cái kiến thức mới hầu như là mình chỉ học online thôi. vì thứ nhất là mình không có thời gian để mình di chuyển các bạn không có thời gian di chuyển Đấy chưa thứ hai là ngày nắng ngày mưa à, là mình sẽ di chuyển rất là mệt quãng đường thời gian tốn xăng bụi bặm mưa gió là cái thứ hai cái giờ cái thứ ba là nếu mà mình học offline á, là sẽ không có video để mình học lại nếu như mà mình nghỉ một buổi á, mình nghỉ một cái buổi nào đó là không có video nào để học lại hết là mình mất bài và nếu như mà mình muốn học lại thì mình phải đợi một cái khóa sau để mình do một cái buổi đó được chưa nên là cái việc học offline bây giờ nó không phù hợp đâu các bạn nó không phù hợp nha chưa? và cái việc học online nó có thể hơn một cái nữa đó là mình có thể đẩy nhanh tiến độ bao lâu cũng được đẩy nhanh bao lâu cũng được bao nhiêu cũng được các bạn học offline thì mình bắt buộc mình phải học theo đúng ngày đúng giờ à, nhưng mà học online ấy, là mình có visa sẵn của lớp trước ấy. các bạn có thể học hết chương trình này trong vòng một tháng hai tháng bình thường đúng chưa học hết mình có sẵn rồi nha có sẵn rồi à, được chưa trong quá trình học mà cần support thì có người support luôn à, nên là nó tiện hơn và mình có thể học trên bất kỳ một thiết bị nào, device nào, từ laptop, từ điện thoại à, nên là mình mình cũng khuyến khích các bạn không nên dùng điện thoại để học nha, không nên dùng điện thoại để học, ok chưa? mình không nên có tính sở hữu nhớ các bạn, tính sở hữu đó là mình mình lấy video về rồi mình tải về mình để đó, không trả có lợi ích gì hết, đó. nên là khi mà mình đã tập trung mình mình cứ cứ tâm mình học á là các bạn nên đầu tư cả về mặt thời gian, cả về những cái thiết bị mình có máy tính cấu hình tốt một chút mình có một cái màn hình có thể là một cái màn hình rời vừa học vừa cốt vừa xem video vừa thực hành vừa resource là nó rất hiệu quả các bạn nó hiệu quả được chưa có cái việc mà các bạn lên các bạn dùng cái điện thoại các bạn ngồi các bạn xem 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 tí nó buồn ngủ ngủ luôn đúng chưa buồn ngủ ngủ luôn còn trường hợp mà uh, ví dụ mà yêu cầu cốt <laughs> xem video mà mà đến cái đoạn này Mình yêu cầu cốt mà các bạn không có máy tính cốt các bạn bỏ luôn trả cốt thì luôn như vậy nó không hiệu quả thực sự nó không hiệu quả nha cái okay chưa? <laughs> và thêm nữa là cái điện thoại nó rất là nhỏ mình không thể xem được hết toàn bộ cái cái màn hình này được đúng chưa à, cái màn hình của mình nó bự thì các bạn xem trên cái điện thoại nó zoom lại là tầm khoảng 10 hai chục lần đó, thì những cái dòng cốt nó sao các bạn thấy được đúng không nhá nên là tốt nhất là khi mà mình học hiệu quả thì mình phải đầu tư cả về thời gian cả về máy móc và cái việc đầu tư máy móc nó hoàn toàn phù hợp vì sau này dù các bạn có không học cái này các bạn cũng học cái khác các bạn không làm cái này các bạn cũng làm cái khác mình làm ngành IT á làm ngành IT thì các bạn phải có cái máy tính cấu hình nó xịn lên Được chưa vì đó là cái cần câu cơm mà Đấy các bạn cái cần câu cơm cái cái để mình kết nối với với toàn cầu cái cá để mình kết nối với công ty kết nối với đồng nghiệp cái cái để mình viết ra những cái phần mềm viết ra những cái đoạn code cái cá dùng để testing đúng chưa thì nó phải tốt cho các bạn chứ bây giờ dùng một cái máy mà nó chạy không nổi thì các bạn làm làm hiệu quả kiểu gì đúng chưa nha nên là các bạn lưu ý nha mình có tư vấn cho các bạn trong cái này này cho các bạn này này à, nha rồi cái tiếp theo thì mình đã nói về cái quy trình cái quy định cái 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 việc học online này bây giờ sẽ có một cái phần là mình chưa có chia sẻ ra phần dốc à, thì cái dốc, về dốc auto á, và dốc manual á, thì cái thứ nhất là cái mức lương là sẽ không có cái việc là cái lương của cái thằng nào hơn thằng nào hết các bạn. Được chưa? À, nghĩa là cái lương của manual không phải là thấp hơn auto, và cái lương của auto cũng không phải là thấp hơn manual. À, được chưa? Nhưng à, sẽ có một cái thực tế là nếu như các bạn có cái kỹ năng về auto á, thì các bạn có thể dễ dàng đạt được cái mức lương cao hơn. Và cái cơ hội nhiều hơn. Cơ hội nhiều hơn. Được chưa? À. Ở đây cũng không có so sánh là cái auto và cái manual cái nào khó hơn. À. Nhưng à, về mặt bằng chung. Nếu như các bạn có thể apply được vào một cái dốc auto. Thì cái technical nó sẽ yêu cầu nhiều hơn. Nha. À, để, để nhảy vào cái mảng này để làm á. Thì nó sẽ yêu cầu nhiều cái kiến thức, cái kỹ năng hơn. Còn nếu như các bạn nhảy vào cái mảng manual test á. À, thì có rất rất là nhiều công ty người ta chỉ tuyển vào người làm manual test Giống như là end user á, Thì nó không có yêu cầu nhiều kiến thức các bạn Được chưa à, Mình chỉ nói là cái bước bắt đầu nha Cái bước khởi điểm để bắt đầu á, Là để có thể làm được một cái job về manual test á. Nghĩa là không có yêu cầu quá nhiều kiến thức Nhưng mà nếu như các bạn làm một cái job về automation test á, à, Thì các bạn phải học khá là nhiều Được chưa nhỉ? Học khá là nhiều nha Còn cái mức lương mà cao của từng mảng á, thì mình thấy cái mảng nào cũng có lương cao hết ví dụ như job auto mà lương cao tầm khoảng bốn ngàn năm ngàn thì manual cũng có cái mức đó được à, chưa mình cũng thấy bạn bè mình cũng có mức lương y như vậy bên chỉ làm thân với manual test cũng y như vậy các bạn ok chưa nhỉ nhau thì ở đây á khi mà mình cần xem được cái mức lương thì các bạn có thể vào một số các cái trang mà mình mình cũng hay follow à nhá ở đây à, ví dụ như cái thông tin này là của bên Việt Nam Quốc này à, người ta người ta tổng hợp à, trung bình sẽ là tầm khoảng 1 ngàn đến một ngàn đô một tháng từ 134 cái job trên trang Việt Nam Quốc được chưa à, ví dụ như là các công ty người ta lên tuyển dụng à, thì người ta sẽ để cái mức lương tương ứng thì họ sẽ tổng hợp mà họ trung bình cân bằng lại là sẽ ra được cái mức lương này, à, nó có thể là không phải là một cái con số chính xác tuyệt đối nhưng mà nó sẽ là một cái con số để mình nhìn vào mình tham chiếu, nhớ bạn, mình tham chiếu nhá, này chưa? cái mức này sẽ là cái mức lương phổ biến cho cái job automation test từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm, đây này, một đến hai năm kinh nghiệm nhá các bạn, à, ok chưa? đây. còn ở đây á, à, cái mức lương cho cái ngành IT cho cái dân IT ấy, nó cực kỳ cao các bạn. Mọi người hình dung được không nhỉ? Cái mức lương này, mọi người phải nhớ một cái vấn đề ấy, là cái mức lương dành cho cái người làm IT nó rất cao. Chỉ có điều là cái kỹ năng mình đến đâu thôi. Được chưa nhỉ? Kỹ năng mình đến đâu thì mức lương của mình sẽ tương ứng đến đó. OK chưa các bạn? Nó sẽ tương ứng đến đó nha. À, mình có thấy mức lương là 5.000 đô mức lương 50.000 đô một tháng hoặc mức lương 100.000 đô một tháng mình thấy hết rồi các bạn được chưa thấy hết rồi 5.000 đô một tháng ok chưa 50.000 đô một tháng nha à, được chưa ở Việt Nam và cả ở nước ngoài nếu như ở Việt Nam mà cái mức 50.000 đô thì ít ít nha Đó, hoặc là 100.000 đô một tháng ok chưa các bạn nhưng mà ở nước ngoài là bình thường à, ví dụ như các bạn qua những cái nước như là nước mỹ này à, nước úc được chưa à, nước úc à, hoặc là singapore singapore có thể là từ 5 người ngàn năm ngàn mười ngàn đô hoặc là cao hơn 15 ngàn tùy vào kỹ năng nhắc tùy vào kỹ năng các bạn được không à, hôm trước mình có một cái anh bạn ở bên mỹ á anh mới phỏng vấn một cái job mà người ta trả 140 ngàn đô nhưng mà anh kêu là cái job này còn chỉ đủ xài đấy các bạn 140 ngàn đô một tháng vì bên Mỹ cái mức chi tiêu nó rất là cao nha mức chi tiêu rất là cao các bạn được chưa nhỉ rồi quay trở lại đây nha nên là ở đây này đây là cái mức mà đây này. có những cái mức lương mà thuộc dạng là ngầm mức lương ngầm các bạn. Được chưa? Trong ngành IT. Nghĩa là cái lương cao người ta sẽ không muốn public. Ok chưa? Người ta sẽ không muốn public các bạn. À, hoặc là người ta có những cái job mà lương đỉnh á thì người ta cũng không muốn chia sẻ cho người khác. À, nhá. À, được chưa? Nên là các bạn thấy khi mà mình vào cái ngành này và mình gặp những cái người mà làm gọi là đỉnh á thì các bạn biết được cái mức lương của họ nó cao thường nào. Ok chưa? thì ở đây này cái mục tiêu cái cái lý do mà mình nói cái vấn đề này ra á, nghĩa là nó sẽ không có giới hạn mức lương cho các bạn ok chưa mà cái quan trọng á, là mình phải làm sao để mình có thể chinh phục được những mức lương cao hơn những cái công ty những cái cái môi trường tốt hơn thì muốn chinh phục được thì cái kỹ năng của các bạn phải tốt nha yeah. Chả có ông nào, công ty nào trả các bạn lương một tháng 10.000 đô chỉ vào để ngồi không nữa các bạn. Đúng chưa? Và nếu như các bạn ngồi không một tháng các bạn không chịu không nổi vì các bạn ngồi không mà không làm gì mà nhận lương các bạn sẽ thấy cực kỳ là gì khó chịu và chán nản luôn được chưa rất rất là chán nản các bạn hoặc là làm không đúng khả năng của mình hoặc là vào một cái job đó, mà quá quá là cái việc cũng quá là rẻ không có gì để học không có gì để làm mới cả thì các bạn cũng không thể chịu nổi được với mình là mình chịu không nổi được ok chưa À, nhà người ta đưa mình vào một cái job mà cái cái kỹ năng á, nó chỉ yêu cầu rất là ít thôi các bạn chả có làm gì cả làm gì mà cao siêu cả không có gì học học thêm hàng ngày không có gì mới cả cái làm đi làm lại những cái vấn đề mà rất là nhỏ 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 như vậy thì mình cũng chán được chưa nhỉ nhưng mà đưa vào những cái công ty mà làm á mà gặp những cái issue khó gặp những cái vấn đề khó gặp những cái dự án khó gặp những cái công nghệ khó nhập những công nghệ mới á thì sao sẽ có rất là nhiều cái mà mình cần nhiều áp lực thì nhiều áp lực lại càng học tốt hơn càng làm tốt hơn và càng nhiều áp lực thì mình lại càng nhanh hơn mình càng giỏi hơn ok chưa một là khi các bạn làm gì và học cái gì nó phải có áp lực bắt buộc phải có áp lực thì mình mới càng ngày càng giỏi lên được các bạn nha à, đây cái này là mình lấy thông tin từ trên trang Glassdoor này Glassdoor cái này là cái job ở bên À quên Cái này sau sorry các bạn Cái này là năm Tính theo năm Không phải là theo tháng nha Theo năm Nhưng mà cái mức này là Một tháng là có đó các bạn Có à, Ok chưa Có lắm Rồi Cái tiếp theo này Đây à, Đây là cái mức Ở bên Bên Mỹ Bên Mỹ này. Ở nha à, Là 108.000 đô Một năm Một năm Ok chưa yeah. À, có một số các cái thành phố hoặc là à, Địa điểm mà mức lương nó trả rất là cao đó, Vì cái phí sinh hoạt nó cực kỳ cao Ví dụ như là cái thành phố Mumbai ở bên Ấn Độ Thấy chưa Thành phố này Mumbai ở Ấn Độ này à, Chi phí này các bạn sẽ thấy chi phí rất là cao Nha À, đây là mình thấy cái mức lương ở đây nó trả gần như bằng mức lương của bên Mỹ đúng không ạ? Mức lương của bên Mumbai Ấn Độ. Rồi, còn về cái việc mà research job á là nếu như ở Việt Nam các bạn có thể research thông qua một số các cái kênh này này. Một số các cái kênh này. Còn ở trên nước ngoài các cái kênh nước ngoài ấy, các bạn có thể research thông qua thằng LinkedIn hoặc là Glassdoor hoặc là Google hoặc là Stack Overflow. Nha, trong trường hợp mà các bạn muốn đi uh, on site nước ngoài rất là nhiều à, Một cái bạn của mình Qua bên New Zealand ấy, Là Cũng thông qua cái kênh này này Tìm job này Nha Google cũng Job nhiều này à, LinkedIn này Hoặc là Lastdoor Đầy đó các bạn Được chưa Còn nếu như ở Việt Nam Các bạn thử Research một số các cái job ở đây Nha Để xem người ta trả mức lương như thế nào à, Được chưa đây Linkin này, IT Navi những cái này nó không phổ biến lắm. Hai trang chủ yếu là trang IT Việt và trang uh, trang Việt Nam Quốc là nhiều job nhất. Đây các bạn thấy này, cái này là thương lượng nha, một Cái job này là mình thấy mấy năm rồi các bạn, mấy năm rồi nó là chưa remove. 2003 này cái mức lương này, nhá. À, được chưa? Đây. À, các bạn có thể tham khảo cái cá tham khảo á, là mình nhìn vào cái mức đơn này mình sẽ biết là người ta yêu cầu gì à, yêu cầu gì này? ví dụ đây à, được chưa yêu cầu cái kỹ năng nhá à, yêu cầu kỹ năng này đây ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng này thì ra button này thấy chưa selenium này pdd này nhá chung chung thôi các bạn được chưa chung chung rồi còn cái phần nào, hồi nào mà những cái job nào á. Đây, cái job ở trên IT việc này nó rất là mới nha các bạn. Rất là mới. Đây này, các bạn thấy này Đó ờ, nha. Cái, này um, Web Service và Mua Application. Yeah. Manual Tester này. Rồi, đây là cái uh, Tick à nha. Các bạn có thể tham khảo nha này, nhiều job lắm các bạn. Được chưa? Không thiếu job. Đấy, có điều là các bạn có, có kỹ năng hay không thôi. Thì à, thông thường nha, khi mà mình đi phỏng vấn một cái job auto á à, là ừ. nếu như người ta có hỏi về một cái kỹ năng khác, hỏi về appium, hỏi về uh, catalon, hỏi về cypress thì mình thấy 90% là người ta sẽ mặc định là các bạn đã biết về cái này rồi. Mặc định là biết cái này rồi các bạn được chưa thì cái này là một cái giống như là cái 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 knowledge để mình đi học một cái khác ấy. thì cái này nó có cái background rất là tốt cái knowledge của nó rất là chuẩn để các bạn học một cái khác nó sẽ bay trên này cái thằng này nha cái appium cũng bay trên nền thằng cnm cái catalon cũng bay trên nền của thằng cnm được chưa Đã. còn hai cái này là hai cái framework uh, trên cái nền trên cái uh, nền tảng của thằng Node.js chạy trên thằng Node.js dùng javascript đã, thì cái này, cái này mình có thể học sau vì những cái này học khá là nhanh, khá là nhanh và khá là rẻ, được chưa? Đã. Nên là các bạn cứ theo cái cá mà mình định hướng đó, nha thì nó sẽ chuẩn cái lộ trình. Khi vì mình đã định hướng cho rất là nhiều bạn học viên, có những các bạn học viên từ những cái khóa đầu tiên, những cái khóa à, khóa đầu đến khóa thứ mười, à, có nhiều bạn đang làm ở những cái vị trí automation test đang làm quản lý đang làm victor tức là lúc đầu tiên khi mà học xong các bạn cũng ra là cũng chỉ là những người một năm kinh nghiệm hai năm kinh nghiệm thôi nhưng mà đến bây giờ là các bạn đã có những cái vị trí khá là ổn định khá là không phải là ổn định mà khá là cao so với tại thời điểm hiện tại được chưa được. có người thì làm senior có người thì làm leader Nhá. Yeah. được chưa nên là quan trọng là cái lộ trình đó các bạn cái career path đó. À, ok chưa? Yeah. Thì đây là những cái job các bạn có thể tìm nhá, đây này. À, job khá là nhiều. Rồi, trang này này. Binance này. À, Binance. Hôm trước ấy, cái, uh, có một cái thằng bạn bên cạnh gần nhà mình ấy, hiện tại này. Cũng mới pass cái vị trí QA engineer này. Binance này. À, mình hay đi đá banh với nó buổi sáng á là nó kêu mức lương hình như cũng được tầm khoảng là gần 5 ngàn. á. Và đang làm remote nha đang làm remote cho bài này này à, gần nhà mình bây giờ luôn ok chưa yeah. rồi đây job này à, các bạn có thể lên search nha search cái job về auto test qa ở đây Trên cái link job này ở đây à, ok chưa yeah. này mới bot một hai ngày trước này các bạn này nhà job nó không thiếu các bạn đây ok chưa yeah. À, thì đây là mình chia sẻ về cái uh, cái lương và những cái cơ hội nghề nghiệp sau này nha yeah. à, mọi người đừng có đi tìm job bạn đừng đi tìm job mà mình nên build cái cái kỹ năng trước là build kỹ năng trước là rồi sau này mình tìm job nó rất, rất là rẻ được chưa chứ còn mình mình đi tìm job mà mình không có kỹ năng thì mình apply kiểu gì các bạn được chưa không có cách nào apply được hết um, đây cái này là big tech thì lại khác À, nha à, sẽ tùy theo cái khu vực tùy theo cái vị trí ví dụ như các bạn làm toàn cầu đó, thì apply và mấy cái công ty lớn ở bên uh, silicon đó, thì thì rất là xịn sò rồi đúng không ví dụ như là google ví dụ như là apple ví dụ như là netflix đúng bạn đúng chưa amazon toàn những công ty thuộc dạng là ở bên trong ngành IT nha gọi là công ty mơ ước của các bạn thì mơ ước được chưa à, nhưng mà <laughs> mình cũng thấy khi mà apply vào những cái này nó cũng có lộ trình hết các bạn nó cũng có lộ trình nó cũng có thủ thuật hết ok chưa cũng có thủ thuật hết nha à, và cái việc mà apply vào đây cũng cả là một cái quá trình cần luyện gì cần học gì cần biết cái gì được chưa người ta hỏi những cái gì à, có những cái thủ thuật hết các bạn à, nhưng mà bắt buộc là mình phải có kỹ năng thì mình phải apply những cái thủ thuật đó vào được nha ví dụ như một cái bài này này mình mới đọc hôm trước của một cái anh đây đây nha đây là một cái ông mà trước đây mà làm cho Goldex Goldex làm manager được chưa cho Goldex ở bên Singapore hay bên nước nào đó. và đây có một cái bài anh chia sẻ về cái cách mà anh apply vào Meta Meta là Apple các bạn Apple nha. anh này là hiện tại đang làm software engineer nhưng mà trước đây là làm bên chuyên về mặt auto đây này này được chưa? nên các bạn để thấy cái lộ trình để apply này, đọc qua này, vòng interview này, à, coding này, design system này thì chưa nha, viết cv này, cái okay, chưa chuẩn bị những cái gì? À, nha, rất là chuẩn các bạn, rất là chuẩn được chưa? À, đây, cấu trúc dữ liệu mình như thế này đây là phỏng vấn vị trí software engineer nha chứ không phải là vị trí QA, nhớ bạn. À, nhưng mà những cái này mình có thể luyện được các bạn, được chưa? Có thể luyện được hết, luyện được hết. À. à, nên các bạn thấy cái gì nó cũng có cái, có cái, có mục tiêu là có plan, có plan là sẽ có từng cái mà mình luyện, nhá. Từng cái để mình luyện các bạn. Rồi quay trở lại đây nha. Uhm rồi như này là đủ đủ rồi các bạn nhé khi mà mình học xong hết mình sẽ tư vấn thêm một buổi là về cái job này. cách bcv cách mà mình apply như thế nào Thấy giờ rồi hôm nay sẽ là cái phần phần tiếp theo sẽ là phần cái đặt môi trường mà bây giờ mới bắt đầu vào phần auto này nhớ các bạn bây giờ mới là phần bắt đầu mới bắt đầu và học cái chương trình Ok chưa? Yeah. Tất cả những cái cái mà mình đã chia sẻ các bạn từ hôm nay trở về trước, hai buổi trước chẳng liên quan gì đến cái technical và và auto hết. Nữa. Nha, chỉ là những cái liên quan đến cái job, liên quan đến career path, liên quan đến cách học, liên quan đến nội dung chương trình thôi. chưa có cài đặt là cái gì hết nữa. từ bây giờ trở đi mới cài đặt này. Được chưa? Thì để học cái phần Selenium và phần build framework các bạn sẽ cần hiểu được cái môi trường Nha, cần hiểu và làm chủ được cái môi trường. À, cái nguyên nhân đầu tiên mà cái người tự học là các bạn dè bỏ cuộc và dè nản nhất đó là cái việc setup môi trường và chạy những cái test cây đầu tiên. Test cây đầu tiên các bạn chỉ cần các bạn mà gặp một cái lỗi mà các bạn fix vài ngày không xong là một trăm phần trăm các bạn sẽ bỏ. Nha. À, cái nguồn tài nguyên ở trên mạng nó rất là nhiều nhưng cái môi trường của nó là nó có thể trộn lẫn rất là nhiều loại khác nhau ví dụ ông này thì dùng version này ông kia lại dùng một cái version kia à, nhưng cái tại thời điểm hiện tại khi các bạn đọc á, cái bài đó thì cái bài đó cái môi trường nó là bị lỗi thời hoặc là nó không có nó không còn stable để cho mình dùng nữa được chưa và các bạn chỉ cần chạy vài cái là chạy không được là kiểu gì cũng bỏ cuộc nha rồi thì cái môi trường ở đây á là mình sẽ tư vấn cho các bạn cái môi trường nào mà để dùng để học trước Đã dùng để học trước để ổn định để học trước là ok chưa yeah. lưu ý không bắt buộc phải dùng mới nhất nha yeah. thứ nhất cái mới nhất chưa hẳn là cái tốt nhất Đã, cái tốt nhất tại cái thời điểm mà mình cần đó hiện tại thời điểm mà mình cần bây giờ là lúc mà mình đang build cái knowledge đây mình có thể là chưa biết gì hết thì mình chả cần quan tâm cái thằng mới nhất làm gì đâu các bạn. Đúng chưa? Đúng không các bạn? Ví dụ bây giờ mình đi học lái xe đi, à, mình học kỹ năng lái xe. Mình có cần quan tâm cái xe nào mới nhất không các bạn? Đúng không? Cần cần không các bạn? Chả cần đâu. Đó, à, mình chỉ cần hiểu làm sao mình lái được cái xe đó à. đúng chưa? Ví dụ một cái xe về uh, Toyota đi. nha Cái xe ô tô Toyota mà xe VS chẳng hạn khi đi học người ta sẽ cho các bạn lái mấy cái xe mà đời của cũ á à, thì chắc chắn là một cái xe là nó phải bắt buộc nó phải có cái gì những cái tính năng chức năng của một cái xe là ngoại hình tính năng chức năng thì khi các bạn làm chủ được cái xe đó rồi lên những cái version mới hơn thì các bạn làm tương tự cũng làm tương tự và nó nâng cấp những cái tính năng mới hơn một tí nữa. còn cái bản chất của nó là một cái xe nó không thể nào thay đổi được các bạn nên là thằng Selenium á từ version 2, version 3, version 4 á cái bản chất nó không hề thay đổi. Nó chỉ có thể thay đổi một số cái về cái cách dùng của một số thư viện Một số thư viện nhỏ thôi. Được chưa? Hoặc là nó có thể có những cái tính năng mới hơn, có thể xử lý được một cái này một cái kia. Ví dụ như một cái xe ô tô là cái đời mới á thì nó có thêm những cái hỗ trợ như là gì? Như là cảm biến lùi này, hoặc là À, tự động bật gương này, tự động mở cửa này, nó kiểu kiểu vậy các bạn. chứ thực ra cái cái góc rẻ của nó không hề thay đổi được. được chưa các bạn? À. nhưng ở đây á mình cũng không dùng cái version quá cũ. nhớ các bạn. các cái phần mềm này mình không dùng cái version quá cũ. có những cái version mình sẽ yêu cầu các bạn dùng cái version mới nhất. nhưng mà có những cái version, những cái thư viện mà mình chỉ dùng cái version mà nó ổn định nhất. tại thời điểm mà mình mới bắt đầu học thì mình nên dùng cái version nào mà nó ổn định nhất nha được chưa khi nó ổn định nhất thì mình chạy nó ít lỗi nhất mà ít lỗi nhất thì mình học nhanh hơn học nhanh hơn thì mình có thể làm chủ được nó sớm hơn okay chưa mình phải làm chủ được nó các bạn nha thì ở đây các cái phần mềm á, là mình chỉ có hai cách nếu như trường hợp các bạn internet các bạn quá chậm quá là chậm thì các bạn nên tải một cái cách này à, được chưa vì mỗi một cái phần mềm này nó nằm ở một cái server khác nhau à, nên là internet mà chậm á, thì các bạn tải nó rất là lâu có thành thằng nhanh nhưng mà có thể thằng chậm ví dụ như thằng uh, Selenium à, nó ở trên server của thằng GitHub à, mà thằng GitHub lại còn là server của thằng Microsoft à, được chưa tải nó cũng nhanh thằng này cũng là GitHub thằng này cũng là GitHub được à, chưa nhưng mà cái thằng này là như thằng khác thằng này là thằng Maven à được chưa thằng này là server của thằng Git thằng này là server của Eclipse thằng Eclipse này chạy tải, tải chậm các bạn này chậm tùy server rồi thằng này là server của Oracle ok chưa thì cái server nó sẽ đặt ở những cái nước khác nhau các bạn nó khác nhau chứ không phải là 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 một chỗ nhưng mà cái này ấy, là server của Google vì mình tải hết cái đống này à, được chưa mình nén lại thành một cái file hoặc là mình đưa vào một cái folder mà mình upload lên Google Drive và đó là server của Google thì server Google thì cái mạng nào nó cũng nhanh hết nha cả lớp cái mạng internet ở đâu nó cũng nhanh hết vì cái server cái server Google là nó đặt ở khắp nơi nhớ các bạn khắp nơi hầu như là cái châu ở lục nào nó cũng có cái server của Google hết đó. À, nên là các bạn tải nó rất là nhanh được chưa à. ở đây sẽ chia ra gồm ba cái hệ điều hành cái hệ điều hành Windows, hệ điều hành Mac và hệ điều hành Linux thì Linux chủ yếu sử dụng thằng Ubuntu. À, thì ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn về cái Windows và cái 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 Mac. Còn cái Linux các bạn tự setting trong cái bài này. À, cái bài này mình hướng dẫn rất là kỳ, các bạn có thể tự setting theo. Nhưng mà ở đây cái việc mà các bạn dùng cái Linux thì rất là ít. Nhà rất ít chủ yếu là Mac và Windows. À, Windows là nhiều nhất. Chưa? Còn máy Mac ít nhưng mà nếu như các bạn đang dùng máy Mac mà có kêu á, là không là là không không ổn định bằng Windows thì không có đâu các bạn nha máy mát còn xịn hơn ấy. được chưa chạy ngon hơn xịn hơn cứ dùng cứ để nhớ dùng thì nếu như tải offline thì các bạn tải thông qua các cái đường link này mình có để trên này nha các bạn bấm đây các bạn tải từng file tải từng file ok chưa à, khi mà các bạn bấm download á, là thằng này nó sẽ quét virus tức là thằng Chrome á, nên sẽ hơi bị lâu nha hơi bị lâu lưu ý là mình chỉ dùng một là Mac hay là Windows chứ không có dùng cả hai được chưa một cái máy tính không có dùng cả hai cùng lúc Đã, nha là các bạn chỉ dùng chỉ tải một trong hai thôi đây là này, đây là cái folder của Windows này Đã, được chưa Còn đây là cái folder của Mac này Đã, thì nó sẽ nằm trong cái thư mục này, này. cái thư mục này Đã, mình cũng giới thiệu luôn cái thư mục này nha là cái thư mục chứa phần mềm thứ nhất là nó sẽ chứa những extension cho cái bài học framework cái thứ hai là thư viện này cũng cho bài học framework thứ ba là những cái thư mục cái thư mục mà chứa các cái phần mềm mà mình cần sẽ up môi trường trên Mac là đây à, nhà Eclipse, Firefox, Git, Java, Selenium và TestNG Windows tương tự được chưa tương tự nhá rồi cái này dùng cho các bài học à, phần học Selenium bài upload file à, cái này mình sẽ giới thiệu sau những cái phần mềm mình dùng dùng để học hoặc là dùng để kiểm thử Thấy chưa? À, rồi cái này dùng cho cái phần học Framework cái này dùng cho cái phần học Framework database và cái này là những cái ebook mà các bạn có thể tham khảo hoàn toàn bằng tiếng anh nha yeah. à, có những cái liên quan thì mình sẽ giới thiệu luôn ví dụ như học phần BD thì mình sẽ giới thiệu cuốn sách này à, được chưa học về ở ra mình sẽ giới thiệu cuốn sách này học về phần review code mình sẽ giới thiệu cuốn sách này và cuốn sách này clean code và clean coder học về phần cucumber mình sẽ giới thiệu cuốn sách này phần BDD giới thiệu cuốn này và cuốn này à, phần Marvin này và phần Gradle sẽ giới thiệu các bạn cuốn này để các bạn đọc thêm rồi phần um, BDD Scrum thì mình sẽ giới thiệu cái cuốn này À, phần Docker thì sẽ là cái cuốn này đó nhá rồi phần Selenium sẽ là cái cuốn này Đấy chưa các bạn phần Locator sẽ là hai cái này thấy chưa lưu ý các bạn không mang tính không nên có tính sở hữu mà mình nên nhớ là một cái tài nguyên đó, thì mình sẽ lấy được cái gì của nó lấy được cái giá trị gì từ những cái tài nguyên này thì không nên sở hữu nó được chưa giống như là hai người cùng đua xe các bạn, mà hai cái xe giống nhau, nếu như một người mà có kỹ năng lái xe tốt và biết khai thác cái xe đó, thì cái người này lái xe rất là tốt và có thể thắng cuộc. Đúng không bạn, à, nếu các bạn nghe cái câu một bài bài tốt đánh dốt cũng thua đó, khi mà đánh bài, đúng chưa? À, cái, sẽ có người là đánh 10 ván sẽ thắng 8 ván, à, nhưng mà có người sẽ đánh 10 ván thì thua 8 ván mà khi mà chia bài thì bài như nhau các bạn đúng không? như nhau hết. À, nên là ở đây mình không nên sở hữu những cái tài nguyên mà mình nên biết được là cái giá trị mà mình lấy được từ nó từ là cái gì. Okay, cái à, nên là các bạn cũng không cần phải tải ngay từ đầu. bây giờ các bạn không có cần phải tải cái này rồi mà đến cái bài liên quan mình giới thiệu thì các bạn cả tải về bắt đầu đọc nha. ok chưa? rồi thì đây đây là cách tải offline. À, thì các bạn cứ lên đây. Đây này à, ví dụ như cái này thì các bạn có thể bấm download thì nó sẽ download hết cả toàn bộ cái thư mục này luôn Nha cho nhanh Nào, Windows thì bấm đây này download thì nén lại nó pha nó tải thành một file hết rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải online cách tải online là cái cách mà mình khuyến khích các bạn dùng vì sao vì sau này đi làm á các bạn phải tự động tải các cái này về và mình tự setup nha tự setup nha à, chả có cái chỗ nào mà upload sẵn lên cho mình tải về đâu các bạn mình phải biết được là mình tải ở đâu và mình tải cái version nào cho phù hợp ok chưa à, rồi thì đây bây giờ mình sẽ dẫn các bạn tải nha những cái đường link này mình để sẵn nhưng mà các bạn cũng có thể là gì mình tự research mình tìm à, nha thứ nhất là cái Java mình nên cài đặt đầu tiên vì những cái thằng này nó sẽ chạy trên nền tảng của thằng Java trên nền Java nên là mình cần cài cái Java trước thì bây giờ mình tải về mình không có cài luôn mà mình tải hết một lượt rồi mình cài một lượt ok chưa mình tải một lượt xong rồi mình cài một lượt nha rồi cái thứ nhất là thằng Java thì ở đây sẽ có ba cái version gọi là cái version official gọi là cái version là LTS nghĩa là long time support là, là support dài hạn ok chưa nó sẽ rồi sợ là Java à, LTS version và các bạn sẽ thấy cái version mà nó LTS là cái version 8 version 11 và version 17 nha là cái ba cái version mà nó sẽ support dài hạn và cái cộng đồng sẽ support à, cái cộng đồng mà đang sử dụng nhiều nhất nha cả lớp là mình chỉ cần dùng một trong ba thằng này là được còn những cái version khác thì không nên dùng chưa yeah, nha LTS này à, version 8 version 11 và version 17 thì trước đây là mình dùng 8 à, nhưng mà tầm khoảng 3 hoặc 4 khóa học gần đây thì mình chuyển qua mình dùng 11 ok chưa dùng 11 nữa các bạn còn 17 thì chưa 17 thì mình chưa thử mình cũng có thì các bạn không nên cần phải dùng cái thằng mới nhất các bạn không cần thì cái version 8 bây giờ mình cũng dùng chưa hết tính năng của nó các bạn nha cái version 8 bây giờ vẫn chưa dùng hết tính năng của nó nó rất là mạnh các bạn được không rất là mạnh đó. À, rồi các bạn các bạn khai thác dần thằng 11 à, nha rồi thì um, các bạn tải cái thằng 11 cho mình để để tải thằng này các bạn lên đây các bạn search như sau các bạn search là Java 11 download cứ cái thằng nào mà cần đo cần cần tải về các bạn cứ thêm cái từ download này thì nó sẽ hiện lên cái trang download đầu tiên được chưa Lưu ý là khi tải cái thư viện tải cái tool tải cái phần mềm thì mình cứ lên cái trang chủ của nó mà tải các bạn đừng có tải qua một cái kênh khác ví dụ cái kênh này đừng có tải cái này đừng có tải cái này cũng không có tải vì sao vì nó không chính thống à, mà không chính thống thì nó có thể nó gắn kèm cái con virus những cái cái spyware vào đó cho mình mình tả về mình, mình cài lên Thì nó dính tầm lâm nha dính virus tầm lâm các cứ tải cái, cái cái trang mới nhất là cái trang chủ của nó đây cái Java là của thằng Oracle nha các bạn thì sau này á là nếu như trong trường hợp mà các bạn muốn chinh phục cái chứng chỉ của cái um, Java à, các bạn có thể lên đây các bạn đăng ký và các bạn thi nha thi chứng chỉ của Oracle này Đã, nên là mình cũng nói các bạn á, là cái chứng chỉ ở Việt Nam mình á thì à, mình thấy nó không có giá trị. Chưa các bạn, Đã, nó không có giá trị nha. Nếu như á, cái giá trị của một cái chứng chỉ á, về mặt chuyên môn à, ngoại trừ những cái bằng đại học cao đẳng ra thì chỉ có những cái chứng chỉ quốc tế thì mình mới cả đưa vào CV. Nhớ bạn, chứng chỉ quốc tế các bạn cả đưa vào cv được chưa? À, các bạn có thể là nốt và hoặc là đính kèm link vào thì nó sẽ có giá trị. Còn những cái chứng chỉ ở Việt Nam mình cấp, à, ví dụ các bạn học về à, kiểm thử, kiểm thử tự động, à, như một cái cá nhân hoặc một cái trung tâm mà họ cấp chứng chỉ thì tốt nhất là các bạn đừng đưa vào cv, không nên. Theo mình là không nên, được chưa? Vì các công ty ở Việt Nam, những công ty à, nước ngoài người ta không đánh giá cao này, ok các bạn, hoặc là các công ty nhà nước thì người ta cũng rất là chuộng chứng chỉ quốc tế, chứ người ta cũng không có chuộng chứng chỉ ở Việt Nam mình cấp nha. thì những cái chứng chỉ quốc tế nếu như mà mình học về testing thì các bạn sẽ thi những chứng chỉ về ISTQB à, nha, được chưa? là chứng chỉ quốc tế. còn nếu như các bạn thi về lập trình thì các bạn có thể đăng ký thi cái chứng chỉ của Oracle. Uh, Java Java 8 Java 11 là hai uh, cái bản dành cho developer được chưa có nhiều cái cái phiên bản lắm nhiều phiên bản đó các bạn à, thì các bạn có thể ôn luyện và thi à, được chưa mấy cái này hoặc là chứng chỉ của Google chứng chỉ của Amazon thì ok nha là những cái chứng chỉ quốc tế Microsoft này mấy cái tổ chức này mấy công ty này thì mình thi mình lấy chứng chỉ thi cực kỳ gốt nha cả lớp à. và đến bây giờ mình cũng không có chứng chỉ nào trong cuộc đấu này hết <laughs> nha các bạn nha vì mình chỉ thích học những cái mới thôi chứ mình không thích thi chứng chỉ được chưa à. nhưng cái chứng chỉ nó sẽ có rất là cái giá trị khi mà các bạn đi phỏng vấn hoặc là khi các bạn đi pr kỹ năng à, nha các bạn đi pr À, chứng chỉ nó rất là gốc gút các bạn nhưng mà cái chứng chỉ nó không có đảm bảo cho mình một cái một cái job hoặc một cái mức lương nào hết nó có đảm bảo Được chưa nghĩa là nó không phải là cái điều kiện cần mà nó chỉ là cái điều kiện đủ thôi điều kiện đủ nhớ các bạn cái okay, chưa rồi thì ở đây à, các bạn lên đây các bạn download cái version 11 á mọi người có thể chọn cái version mới nhất của 11 nha là cái đuôi của nó này 15.0.1 11 0 15 một này à, Các bạn sẽ dùng cái version mà tương thích với cái hệ điều hành của mình đang dùng Nó có dành cho Linux này, Debian này à, Được chưa? Nó có dành cho thằng uh, um, Thằng này là thằng Mac này Thằng Mac Nha Này, Mac OS này à, Rồi cho thằng Solaris Solaris là cái hệ điều hành của thằng Oracle á, chính là Oracle này luôn các bạn, này. được chưa? Rồi thì cái cá mà mình cần dành cho Windows là cái thằng này, Windows X64. Thì bây giờ hệ điều hành Windows bây giờ hầu như là X64 là 64 bit, ấy. Đã, nha. Máy nào cũng 64 bit hết, mới tận dụng được hết cái phần cứng. Còn bây giờ 32 bit thì chắc không còn đâu các bạn. Rồi, Thì các bạn tải cái bản install này này, Đã, bản này cũng dùng được nha nhưng mà mình dùng cái bản này cho nó ít lỗi người mới thì các bạn dùng cái này cài luôn rồi các bạn bấm đây các bạn download tích vào đây này chấp nhận điều khoản này Đã download thì khi mà mình bấm download đó nó sẽ chuyển qua một cái trang nó trang login thì các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản trên cái trang của Oracle này nha các bạn bấm vào đây đăng ký tài khoản này thì khi đăng ký tài khoản này mình có nói ngay từ đầu là các bạn không nên dùng cái email của công ty. Không nên dùng cái email của công ty cho việc học. Cái Hoặc là đăng ký một cái thông tin nào chính thống hết. Thì trước đây mình có dùng một lần. Cái công ty đầu tiên mình dùng để mình đăng ký cho một cái tài khoản nào đó. Một cái trang nào đó và khi mà mình ao công ty đó là công ty nó, họ sẽ disable cái email đó của mình và khi mà mình quên mật khẩu mình không có tài nào mình lấy lại được các bạn được chưa mình quên mật khẩu của cái trang mà mình đăng ký á mình đâu có còn cái email nào đâu đâu có vào được nó các bạn dùng tính năng quên mật khẩu là chịu không có vào được nha vậy thì các bạn sẽ dùng qua cái gì có cái email cá nhân được chưa và cái email cá nhân này là mình cũng dùng một cái email như thế nào cho nó chuyên nghiệp, không nên dùng cái email mà nó quá xịt tim hoặc là nó không liên quan gì đến cái tên của mình cả, <laughs> được chưa? Có thể dùng tên tiếng Anh cũng được nhưng mà tên tiếng Việt á là nó ít nhất nó cũng phải liên quan đến cái cái họ tên của mình, à, nha. thì nó chuyên nghiệp hơn tí. cái okay, yeah. à, thì đây khi mà các bạn đăng ký tài khoản nha, đăng ký xong đó, nó gửi về để mình Uh, confirm, verify xong thì mình login vào, à, login xong nó sẽ cho mình download về. Đây. được chưa? thì khi mà download về á là các bạn sẽ lưu vào trong cái thư mục nào? nha thư mục nào này? là các bạn sẽ lưu vào. Lưu ý là các bạn không nên lưu vào trong cái ổ C, cái ổ này. này. cả hệ điều hành Windows lẫn hệ điều hành Mac. Là mình không được lưu vào ổ C Nha Ở trên Mac nó sẽ có cái ổ là Mac OS đó. Vì khi mà mình cài Win lại Cài hệ điều hành lại Là mất hết dữ liệu Đó à, Mình sẽ lưu vào một cái ổ khác Cái miền khao sát ổ khe là được các bạn à, Mình đang lưu vào trong một cái thư mục là Training à, Mà mình sẽ đặt một cái tên ở đây Để cho mình tiện quản lý Đây là bên mình nha các bạn Còn bên các bạn Các bạn thích đặt tên gì cũng được Lớp 27 Đó ví dụ như các bạn đặt một cái tên là automation testing chẳng hạn rồi ở đây mình sẽ bắt đầu mình đặt folder làm sao cho nó khoa học này là mình sẽ đặt thứ nhất là những cái phần mềm được chưa cái thứ hai là mình sẽ học cái phần selenium web driver là mình sẽ lưu cốt ở đây phần thứ ba là sẽ là phần java hybrid framework cái tên này vì sao là hybrid thì mình sẽ nói sau nha À, mình đặt như thế này. Thứ tư là Maven Hybrid Framework. Thứ năm là Gradle Hybrid Framework. Thứ sáu là Cucumber Framework. Rồi tạm thời như vậy nè. thế các bạn đưa hết phần mềm vào đây. Sau này khi mà mình cài lại máy là nó vẫn còn đây được chưa? mình chỉ cần cài Java lên, cài các cái như là uh, Git, Firefox lên là mình có thể dùng tiếp rồi. Firefox Chrome không cần phải cài những cái khác. Eclipse không cần cả. nha. À, mình cài xong mình lưu đây. À, mình download xong mình lưu đây. được chưa các bạn? rồi cái tiếp theo này, cái tiếp theo là Eclipse. Uh, Eclipse thì các bạn cũng lên đây các bạn search là Eclipse download và và cái link đầu tiên, nha. rồi thì mình sẽ không có đau băng thông qua cái này các bạn nhớ này không có đao thông không có này nha mình sẽ đau cái package này Download package ok chưa yeah. rồi khi mà vào download lốt package là mình lại qua một cái đường link khác là mình lại qua cái đùi Đây này cái lùi này sẽ chứa hết tất cả các version của clip từ đầu đến cuối từ đầu này đến bây giờ này là tháng 9 2022 này thông thường là ngay clip nó sẽ luôn luôn phát triển một cái version mà nó trước cái thời điểm mình đang sống này <laughs> Ví dụ hiện tại là tháng 7 thì nó sẽ ra version tháng 9 rồi. Yeah. à. nó chuẩn bị nó 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 ra version trước các bạn. Được không? À, thì mình không cần sử dụng cái version mới nhất mà mình chỉ cần dùng cái version mà nó ổn định nhất thôi. Các bạn có thể dùng cái version tháng 6 2022. Yeah. Ở đây nó sẽ có những cái version là M1, M2, M3, RC1 và R. À được chưa? thì những cái bản M1, M2, M3 các bạn bỏ qua. Cái bản RC á là nó viết tắt của từ là release candidates. Cái bản nó gần release nha yeah, release candidate và cái bản R là bản release. Được chưa? Release các bạn. Được chưa? Cái này nó sẽ nằm trong cái mô hình là gì? Um, deploy cái phần mềm này. này. Cái này. không cái từ này mình mình mình, mình viết sai nha um, chờ mình một chút nha cái từ khóa này mình viết mình tìm lại đi cái này là cái quy trình phát hành phần mềm phát hành phần mềm nhé các bạn đây chờ mình một chút nha nó sẽ có cái uh, cái hình này để cho các bạn hình dung này là nó sẽ có những cái bước nào Được chưa? tức là nha, tức là ở đây này, uh, tức là những cái bước mà trước khi mà nó đi liên nó sẽ có những cái bước nào, nhớ uh, nó có những cái như là cái version là alpha này, version beta này version RC này, là version release Candidate rồi sau đó nó mới là cái bản release chứ không phải là nó ra phát hành release lần liền đâu các bạn giờ để mình kiếm cái hình mình gửi lại sau nhé bạn mình kiếm hình mình gửi lại sau đó thì đây các bạn tải các bạn R bách là được nha các bạn R thì khi mà vào đây á, nó lại có một số cái version à, version dành cho developer version dành cho enterprise web thông thường á, là nếu như các bạn mà tự học các bạn hay thích dùng cái bản này nhưng các bản này nó rất là nặng và mình không dùng hết những cái tính năng của nó được được chưa không dùng hết tính năng của nó ví dụ như các bạn có dùng cái tới thằng java swift tha swift này không? web service nữa cpa nữa có biết là mà dùng các bạn được chưa mình, mình đâu phải là web developer đúng chưa và mình cũng không có tạo ra những cái ứng dụng dành cho cho doanh nghiệp thì dùng cái này làm gì các bạn mà nó tới tận gần 500MB à, nha khi mà nó xả nén ra và nó run lên nó là rất là nặng chiếm ram chiếm ổ cứng chiếm bộ nhớ chiếm cpu đúng không mình dùng cái này cái này đổ xài nha cái này đổ xài các bạn được chưa à, thì các bạn dùng cái bản dành cho Java Developer à, mình đã dùng Windows thì tải này nha, thái này. Rồi khi mà vào đây thì mình cũng không có bấm download lót liền. À, được chưa các bạn? Thì các bạn sẽ bấm vào cái này, này. Tức là mình sẽ chọn cái server để mình tải các bạn. Chọn server hiện tại mình đang ở Việt Nam thì mình sẽ tải cái server nào mà gần mình nhất. Đúng chưa? Cái server nào mà gần mình nhất đấy các bạn? Để theo các bạn là cái nào gần mình nhất. Đây nếu như mà mình đi theo cái um, đường cấp quang á, đường cấp quang mà của anh. <laughs> đúng không? Đường cấp quang thì các bạn sẽ thấy cái server mà của bên Nhật nó sẽ phải đi kiểu gì, nó sẽ phải đi như thế này, đây này, nó đi theo cái đường cấp quang này này, à, giờ nó mới qua đây nhất cự ly nhìn tốc độ đúng không thì cái thằng mà Nhật Bản nó sẽ là lâu nó sẽ chậm đây này. thằng Hàn Quốc chậm không thằng Hàn Quốc cũng tương tự thằng Hàn Quốc phải qua đây à, được chưa các bạn rồi thằng Trung Quốc thì thằng Trung Quốc sẽ gần hơn à, thằng Canada rất là xa rồi thằng Trung Quốc sẽ gần nha vì thứ sao vì thứ thứ nhất là thằng Trung Quốc nó sẽ đi đường cáp đất liền à, nhớ các bạn được chưa nó không đi đường cáp quang biển các con biển ví dụ đất cát nghĩa là đây nghĩa là là chịu là, là cái băng thông nó sẽ chậm đúng không bạn nên là gì qua đây tải nhanh nhất à, ví dụ mình chọn thằng trái này à, nhà đây đây nhìn nha các bạn sẽ thấy mình, mình tải hết 42 giây 42 đúng chưa Rồi bây giờ mình thử một cái của bên Hàn Quốc nhé của bên Hàn Quốc hoặc là của Nhật Bản này Hàn Quốc này À. Thằng này hết đây này các bạn thấy không? Mạng của mình rất là nhanh nên là nó cũng không thành vấn đề. Nhớ bạn. Đây nhá, thằng này nó mất 3,3 mê trên một giây. À, thằng này là một phẩy mấy trên một giây. Kilobyte này, thằng này tính bằng bằng mê đúng không? Thằng này này. Nhá. À, ok chưa? Yeah. Đây này cái server của nó này ngoedu.com này đây chưa Cacao com này. À, đây này thằng nào mà xa thì nó sẽ chậm hơn các bạn được chưa đó là cách mà mình chọn server đó. chọn server thì đây là thằng gì đây là thằng eclipse nha tả trước là cho cài sau rồi thằng tiếp theo là thằng git thì các bạn sẽ vào à, các bạn sẽ vào cái trang của nó các bạn sẽ gọi là git scm download lý do tại sao lại dùng cái này thì mình sẽ nói sau đây, Windows Mark Lanet thì các bạn bấm vào đây. Bấm này, chọn cái thằng uh... chờ tí nó sẽ tự động nó download. Bấm đây này. Rồi, xoay lại. xong một ít. Rồi. Thằng tiếp theo là thằng Selenium. À, nha. Thằng Selenium ấy, thì ở đây nó sẽ chia ra gồm hai cái chính. Cái version 2 và version 3 nó sẽ làm một cái đường link khác và cái version 4 nó sẽ làm một cái đường link khác. Được Version 4 nó sẽ nằm trên trang GitHub. Còn version 3 nó sẽ là trang của thằng Google. Google Storage. Đây này, này. Được chưa? Cái này cũng có cái thông tin từ cái trang Serenum đó. nó đã đăng lên. Nhá. À, cái trang blog của nó các bạn. nha Đây này, cái RC là Relia Candidate các bạn này. Đây. Nè <laughs> <laughs> các bạn, đây này. Um, trước đây thì sử dụng cái thằng Google Storage này. À, được chưa? Google Storage. Nha. Và từ cái version 4 trở lên đó, nó chuyển qua cái kênh Relay của GitHub là của thằng Microsoft vì cái thất bật của ma mà các bạn thấy okay, chưa yeah. đó đây là, đây là cái thông tin của nó là lý do tại sao mà version 3 một nơi mà version 4 một nơi ấy. nha yeah. thì cái đặc thù của thằng selenium download là các bạn mà research là nó không có ra đâu ví dụ như các bạn lên đây các bạn sợ là Selenium 3 download là nó sẽ ra mấy cái đường link này à, được chưa hoặc là ra cái đường link này À, được chưa? Thì các bạn phải lấy được cái đường link nào nó sẽ tổng hợp hết tất cả các cái version của nó. Nhá. Thì các bạn sẽ qua đây này. Đây này. Đó, đây là cái đường link chứa hết tất cả version của thằng 2 và thằng 3 và thằng 4 alpha beta. Được chưa? Đây là tất cả version 2 đến 2.53 và đến 3 này. À, 3.50 này, 150 này và 4 alpha beta này còn bốn mà official relia thì nó sẽ chuyển qua trang GitHub trang GitHub nha Là cái kênh này được chưa này version 4 này là chuyển qua đây à, còn khi mà dùng version 4 như thế nào mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nha à, được chưa thì cái version cái link của version 2 và version 3 mình có nó ở đây nha. các bạn vào đây các bạn tải thì các bạn sẽ dùng cái version mới nhất của thằng 3 là 141 và 150 là một cái bản update dành cho IA nha còn các bạn dùng 3.141 là một cái bản à, được chưa dành cho đây các bạn sử dụng cái bản này mới nhất là 3.141.59 là mới nhất của version 3 nha cái bản này dành cho client, bản này dành cho server, còn cái bản này sẽ dùng dành cho cả client và server. Còn cái này cái mô hình cái lần server mình sẽ nói sau các bạn tải version này tải cái này file chấm ra .ja là file thư viện của một cái dự án um, Java chưa sau mình sẽ giải thích nha rồi cái tiếp theo là file phốc. thì file phốc, các bạn cũng làm tương tự các bạn lên các bạn tải là file download nhưng nếu như mà mình tải thông một cái này thì nó sẽ tải cái file một cái file cài đặt tầm khoảng vài mê À, và từ cái file đặt này nó lại tải về cái thằng Firefox mới nhất Thì như vậy nó không có hai Được chưa à, Thì mình sẽ có một cái đường link mà sẽ, sẽ chứa tất cả các version của Firefox Nhớ bạn Là cái này à, Đường link này sẽ chứa tất cả version của Firefox Nhớ bạn Từ cái bản đầu tiên đến cái bản mới nhất à, Được chưa Mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái đường link rất là hay để các bạn à, sau này các bạn khi các bạn cài đặt phần mềm trên một cái máy tính mới hoặc là khi các bạn làm dự án đó, mình sẽ biết là mình tải cái version ví dụ như khách hàng người ta yêu cầu mình cần phải test trên một cái version Firefox 90 1 0 1 à, thì mình vào đường link này mình mới tải được này. Được chưa? Còn lên trang chủ của nó là luôn luôn sẽ là version mới nhất. Ok chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ tải cái version mới nhất của Firefox. Cái lưu ý của thằng này là nó cũng có những cái đuôi ví dụ như là b b là beta thì mình không có dùng cái bản beta nha à, được chưa không có dùng bản beta cái bản mới nhất hiện nay là cái bản nào mà các bạn tìm lên đây nó sẽ có ở đây là nó lên 90 99 thì thằng này đang sọc theo cái swing nên là nó sẽ 99 sau nó sẽ đến 100 100 thì mình lên đây đây à, đây đây là có một thằng 100 101 102 nó nằm thế này, này nó sẽ nằm chung cái thằng nhóm 1 này nhóm 10 này nhóm 100 các bạn xuống đây các bạn kéo đến bằng 102 nha 102 này 103 đang là beta 102 này là beta 102.0 là mới nhất rồi đến 102.0.1 thì thằng này mới nhất nhá 102.0.1 ví dụ như như mình 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 cài xong xem có phải là mới nhất không nhá ở đây sẽ có Windows này Mac này Linux này Win64 này Win32 này mình dùng Win64 và lưu ý mình không có dùng cái bản tiếng Việt các bạn nhớ nhá không dùng bản tiếng Việt nha mình dùng bản tiếng Anh NGS được chưa S các bạn phải dùng tiếng Anh luôn ở đây có hai version thì mình sẽ dùng cái bản MSI MSI là cái bản mà mình cài đặt xong á, mình cài đặt là không có yêu cầu mình, nó không có hỏi mình một cái gì hết, mình bấm cài cái là xong hết luôn. Còn cái bản này nó sẽ yêu cầu mình hỏi là mình cài đặt ở thư mục nào, rồi setting cái gì cái gì cái gì, cái này không cần, nói chung là hỏi cũng bằng thừa. Nên tải cái này, nha. Có những cái cái thư viện, những cái cái, cái uh, phần mềm mà, mà mà bấm cái là chạy, cài luôn, được chưa? Vì từ trang chủ của nó nên là mình không có, có sợ là nó có virus các bạn. Được chưa? <laughs> Rồi cái tiếp theo là cái cô driver. Tại sao lại cần cái này mình sẽ nói sau nhé Mình sẽ nói sau. Tới cái bài cả đặt môi trường mình sẽ nói sau. Thì các bạn sẽ tải cái này thông qua một cái đường link ở đây. Nó cũng chứa hết tất cả version của thằng Echo Driver. Chưa? Là hiện tại version mới nhất của nó là 0.31.0. À, các bạn tải cho mình cái bảng Windows 64. Vì mình đang dùng Windows 64 nha các bạn có thể check ở đây, đây này. các bạn có thể check ở đây này Windows 64 bit nha 64 bit chưa nếu như bạn dùng 32 bit thì nó sẽ hiện là 32 ở đây sẽ có cho Mac và cho Linux lưu ý cái bắt buộc lưu ý ở đây này là cái này dành cho mac là mình chỉ tải cái bản ở dưới còn cái này là không có tải nha cái bản mà aarch64 này là không có tải nha à, các bạn tải cái này là chạy không được được chưa các bạn tải cái bản này, này nếu như mà dùng mac mà sau mình sẽ nói lại sau nha đây là các cái đường link mình có để trên này rồi nha đây này ví dụ Firefox thì mình cũng để đường link ở đây này được chưa rồi chrome thì cứ tà thẳng mới nhất được chưa cứ tà thẳng mới nhất các nha thì chắc chắn là ai cũng dùng Chrome rồi nên là cái này không phải cần phải nói nữa nha các bạn còn cái việc mà tải là cái thằng Chrome version cũ á là nó không có chính thống các bạn thằng Google nó không có public cái này Firefox nó có public các cái đường link của cái version cũ nhưng mà thằng Chrome nó không có public được chưa nên là nếu như mà dùng version cũ á là bắt buộc các bạn phải dùng qua một cái kênh một cái trang khác à, để tải hơi mạo hiểm một tí rồi Chrome thì ở đây sẽ có cái đường link này hoặc là cái đường link này cũng được nha nhưng mà mình khuyến khích các bạn dùng thông qua cái đường link đầu tiên đó, là sẽ chứa đầy đủ hết các cái version chưa à <laughs> để tải cái version của thằng Chrome driver thì các bạn check cái version của thằng Chrome browser này vào đây này. đây How about google chrome mình đã dùng cái version 103 và các bạn phải tải đúng version 103 cho mình nha mới nhất cái đuôi mới nhất của 103 ok giờ là 134 nha 24 53 134 À, tải thằng Win32 Ở đây có Linus, có Mac, Intel và Mac M1 à, Thì cái này mình sẽ nói sau à, Win32 Được chưa Rồi cái tiếp theo là thằng TestNG Là cái thư viện của TestNG Thì ví dụ như mà mình cần research cái thằng này á Là các bạn sẽ lên đây các bạn gọi là TestNG Marvin Là sẽ ra cái trang đầu tiên này và các bạn sẽ thấy nó hiện ra hết tất cả các cái version của cái thư viện này được chưa 7 6 6 10 mấy Đó, à, từ đầu đến bây giờ nha và các bạn lưu ý ạ với thằng này mình cũng không dùng cái version mới nhất mà các bạn sẽ dùng cái version nào mà hay sử dụng nhất ổn định nhất là cái thằng mà có cái số lượng sử dụng này 6.14.3 nha rồi sau đó các bạn tải cái file này, này. cái file chấm ra là cái file thư viện được chưa còn cái thằng Selenium mình lại không có tải trên thằng Maven, nhá mà mình sẽ tải trên một cái trang riêng của nó à, ok chưa còn Maven này hôm sau mình học qua cái project Marvin mình mới hướng dẫn các bạn dùng cái này rồi như vậy là mình hoàn thành xong cái phần download thư viện thì các bạn vào đây các bạn kiểm tra nó sẽ có những cái file này nhận những cái file này này À, OK, chưa thì nó cũng tương ứng như trên, trên trong này, nha tương ứng như trong này các bạn. Đây, à, bỏ qua hai cái thằng này đi, nha thì các bạn thấy là có thằng Eclipse này, Firefox này, Git này, Java này, Selenium này, TestNG này, Được chưa? hai cái file <laughs> sorry các bạn hai cái file mà có cái đôi chuột này là cái file Java doc nha cái file Java doc cho cái thư viện Selenium. nghĩa là nếu như mà mình dùng thư viện Selenium này ấy, mình muốn xem được cái cốt của nó viết bên trong là cái gì ấy, là mình sẽ cần dùng cái file chuột này để mình xem được cái cốt cái chưa và tương tự là thằng thằng test ng của mình cũng cần dùng cái file chuột để mình xem được cái cốt của thằng test ng là cái gì ở bên trong Nha mình cần phải biết được cái cốt nó viết cái gì bên trong được chưa khi mà mình học mình sẽ nhìn thấy mình sẽ hiểu được cái thư viện nó sâu hơn rồi thì khi mà mình đã tải hết thư viện này rồi là đến buổi học tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt à, từ cái phần này trở đi nhá và cài theo đúng cái yêu cầu làm sao để cho nó ổn định nhất chứ không phải là mình tự cài ok chưa các bạn không có tự cài nha không có tự cài tự cài nó sẽ sinh ra rất là nhiều lỗi là các bạn có thể thử tự cài cũng được cứ cài đi cài lỗi cho mình sẽ sửa sau vì chỉ có lỗi các bạn mới có thể là nhanh hơn thôi càng ngày mình càng hiểu hơn mình càng ngày mình càng nhanh hơn nên là cái việc học thêm một cái nữa là gì không ngại khó không ngại khổ các bạn được chưa không ngại khó nha, không ngại khổ thì mình mới lên nhanh được các bạn được không không ngại lỗi không ngại khó không ngại khổ, ok chưa? thì lúc đó các bạn mới có thể là đẩy nhanh tiến độ. ví dụ như mình đang học một cái bài nào đó mà mình chạy mà mình thấy nó đỏ đỏ tuyết, được chưa? tâm lý đầu tiên là hơi ngại đó, hơi ngại, được chưa? chạy mà thấy xanh là, là thấy vui đó. nhưng mà chạy thấy đỏ tuyết là lúc mà mới học code mới viết code mà thấy đỏ tuyết nghĩa là các bạn sẽ tâm lý là hơi ngại. Nha, hơi ngại sửa lỗi, hơi ngại tìm lỗi Và sợ là mình không qua được Nhưng mà thực chất thì chả có gì phải sợ Được chưa à, Mình thấy những cái cái đáng sợ nhất Các bạn trải qua rồi cũng gì cái này Nha mọi người à, Ok chưa có Rất là nhiều thứ đáng sợ mình phải trải qua rồi Mà không gì là việc học cốt Cái việc học cốt khó là do Cái môi trường người ta đầu độc các bạn Họ à, kêu á, là Cốt rất là khó đúng chưa? À, người này kêu cốt khó người kia kêu cốt khó nhưng mà thực chất ấy, là nó rất là rẻ và do là mình học không đúng cách thôi mình học không đúng cách nên là nó sẽ thành khó các bạn nha rồi mọi người hôm nay có hiểu bài không hôm nay chắc là mình sẽ dừng ở đây và tới sáng chủ nhật mình sẽ dẫn các bạn các bài setup môi trường và chạy những dòng cốt đầu tiên nha alo cả lớp mọi người có câu hỏi nào không các bạn ơi, hello hello các bạn ơi, à, trong quá trình học nha, nếu như mà mọi người mà mà thấy có một cái gì mà mình thắc mắc là các bạn có thể hỏi ngay, không cần phải dừng lại nha lưu ý này nếu đang học mình đang nói ok chưa mà các bạn không hiểu cái gì không hiểu chỗ nào có thể hỏi ngay không cần phải đợi mình dừng lại nhớ bạn các bạn có thể hỏi bất cứ lúc nào cũng được nha có thể ngắt lời mình luôn để hỏi cũng được mì làm sao các bạn hiểu bài được ok chưa để làm sao các bạn đạt được cái yêu cầu của các bạn đạt được cái mục tiêu của các bạn và các bạn cũng chả cần quan tâm là trong lớp này quen ai hoặc là ngại với ai hết được chưa mình không biết mình mới đi học nhớ bạn à, tài liệu về những trang tìm việc sẽ được không rồi cái này mình uh, để mình chia lại cho các bạn nha đây đây là hai cái file đầu tiên, đây là cái file điểm danh, đây là cái file điểm danh, đây là cái file nội dung chương trình, nha, đó, cái file mà nó chứa cái thông tin trang tìm việc mà các bạn vào cái file thứ hai này, được chưa? cái file thứ hai này là nó là cái thằng này, đây này này intro cost outline target rule này đây này nha để các bạn có thể biết được cái cách mà mình tìm tìm tài liệu nha phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà mình bookmark tài liệu sao cho nó khoa học khi mà mình bookmark xong nó sẽ như này các bạn này nó sẽ theo thứ tự này đó từ một hai ba bốn năm đến đây là bài số 17 này phần java này à, được chưa phần framework này à, nó theo thứ tự như này thì mình dễ tìm các bạn dễ tìm nhé à, Rồi cái file mà chứa Cái um, job là cái này Này cái topic 01 này Các bạn kéo xuống đây Là đây là những cái đường link này <laughs> Được chưa Mọi người chú ý một tí là được <laughs> Rồi cái file điểm danh các bạn tự điền tên nha Tự điền tên xuống Cái dòng tiếp theo Nhá các bạn À, các bạn có thể điền uh, khi mà mình mới học á, là các bạn điền cho mình cái tên là tên lớp email và sky đi là xong còn bạn nào học trước thì mới điền cái quiz repo vào cái này Nha. à, bây giờ mình học bài nào thì mình sẽ đánh x vào đây hôm nay ví dụ mình hôm nay mình học xong bài này mình sẽ đánh x vào đây nhớ bạn x là có học còn um, o là nghỉ học thì các bạn tự điền nhá tự điền ok chưa yeah. rồi mọi người có câu hỏi nào khác không các bạn alo alo khi á, mà mình nghỉ cái việc học cái mục tiêu của mình á mà nó giống như là mình ăn mình thở các bạn thì nó mới nhanh được các bạn nha à, các bạn sẽ xem là cái gì mà mình đang cần thiết nhất mình ưu tiên cao nhất À, nên là nếu như mà cái việc học mà mình ưu tiên cao nhất là mình phải nghỉ đến cái lúc đó. mà khi các bạn, tâm trí các bạn giống như là mình đang cần hít thở. Bây giờ mình thử, các bạn thử, thử, thử uh, nín thở một phút cho mình xem. Nín thở một phút và gần hết một phút đó các bạn sẽ nghĩ trong đầu mình là mình cần cái gì nhất? Có phải là mình cần hít thở nhất không? Đúng chưa? Mình cần hít thở nhất. Thì khi mà mình học đến lúc mà mình mà mình nghĩ cái đầu óc cái tâm trí của mình á là nó cần giống như là mình đang hít thở thì lúc đó các bạn học mới nhanh cũng giống như là bây giờ để cho các bạn nhịn đói một ngày ấy. và cái lúc mà mình đói một ngày xong á là tại cái thời điểm đó mình khao khát cái thức ăn ấy. nhà các bạn cái khao khát nó mạnh liệt nên giống như vậy á cái việc học mình cũng khao khát mạnh liệt như vậy thì nó cái gì cũng vậy nó sẽ nhanh cực kỳ nhanh các bạn được chưa à, vậy thì chốt lại á là cái mục tiêu càng rõ ràng thì mình đi càng nhanh. Nhá. Cái mục tiêu đặt ra lúc đầu càng rõ ràng thì nó càng nhanh. Ok chưa? À, rồi cái đường link này thì các bạn sẽ tải ở ở đây. Ở trong đây mình cũng có để cái đường link này. đây nha um, cái ebook là nằm trong đây này nằm trong cái trường mà phát ra offline này Windows Mac này à, thì các bạn quay ra ngoài là cái thằng này rồi mình để đường link vào đây nhá để cho các bạn có thể tìm nhé à, tổng hợp này. này mình để cái đường link này cho các bạn dễ tìm đó được chưa nó sẽ nằm trong cái thư mục là software này này và các bạn sẽ vào cái số 9 cái book nha cái book đây à, ok chưa toàn bộ là bằng tiếng anh không có cái nào bằng tiếng việt hết nha rồi các bạn khác rồi các bạn có câu hỏi nào không alo 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 mọi người các bạn ơi các bạn khác đâu hết rồi nhỉ Mọi người có câu hỏi nào không? Có thắc mắc nào không các bạn? Ba à, buổi để đủ các bạn có thể hình dung được là gì, là mình có phù hợp hay không? Nha cả lớp. Rồi, sáng chủ nhật này là mình sẽ học tiếp nha. mọi người lưu ý là cái topic nó với cái video nó không có liên quan đến nhau nha các bạn nha ví dụ như á, là cái này này là cái document là topic 01 nhưng mà cái video là mình học tới bài số 3 rồi tức là hết cái buổi hôm nay là buổi thứ 3 rồi các bạn được chưa nên là cái video với lại cái topic nó không liên quan đến nhau nha cái thứ tự á cái thứ tự nó không liên quan đến nhau được chưa vì hồi nãy mình cũng có nói á, là một cái document mình có thể mình học tới mấy bài mấy buổi mình mới xong á mấy buổi mới xong nha rồi ok các bạn nha yêu cầu bài học hôm nay này yêu cầu của bài học hôm nay là các bạn tải các cái phần mềm về để buổi sau có sẵn setup môi trường vậy là xong nha vậy thôi còn uh, À cái Zoom bật mic để từ từ để mình mở mic nha. Giờ là mình mình tắt mic đó các bạn. Rồi bạn nào mà 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 có câu hỏi các bạn có thể mở mic để các bạn hỏi trực tiếp nha. Alo alo. Các bạn ơi. cái <laughs> cái mic của phần mềm Zoom nha thì uh, khi mà mình mới dạy á, mình bắt đầu buổi học là mình sẽ tắt mic của các bạn, nha, mình sẽ tắt mic, à, vì ở đây á là coi như là mình khóa mic luôn đó các bạn, vì trường hợp mà các bạn lỡ các bạn mở mic á là rất là ồn các bạn, thấy okay chưa? là các bạn thông cảm, là nếu như mà vì một cái trường hợp á là lỡ như dù vô tình hay cố ý các bạn mở mic ấy, là chỉ cần hai cái mic mở lên thôi. Là các bạn khác sẽ không có nghe được. Không nghe rõ được. Nên là mình sẽ cố tình mình tắt mic. Nếu như trường hợp các bạn muốn hỏi và cần bật mic thì các bạn nhắn lên đây để mình mở mic ra. Ok chưa? Mình sẽ mở mic ra để các bạn uh, hỏi trực tiếp nha, mọi người có thể hỏi bằng bằng uh, qua micro hoặc là các bạn sẽ chat lên đây, cách nào cũng được. Miễn là sao các bạn thấy nó phù hợp là được nhá rồi um, ok nhá hôm nay chắc mình dừng ở đây chứ để kéo dài có mất công các bạn xem lại video nó lâu nhá hẹn các bạn vào buổi sáng chủ nhật các bạn lên trước 15 phút 8 giờ 45 mình sẽ gửi meeting và 9 giờ mình sẽ bắt đầu hẹn các bạn vào buổi học tiếp theo nha Goodbye.